chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện toàn chức cao thủ của tác giả hồ điệp lam bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube thích nghe truyện 247 trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn Quái bị OT không cần quan tâm tới, bởi vì bất kỳ kỹ năng hay vị trí di chuyển nào của cả bốn cũng có thể khống chế quái OT trong khu vực này. Ngay cả công kích của phong sơ yên mộc cũng kết hợp hoàn hảo với tiết tấu của họ. OT dưới sự phối hợp như vậy quả thực chỉ thế thôi mà. OT thật sự xảy ra, phán đoán của phong hoa không sai. Vì OT mà lòng nóng như lửa đốt, hóa ra mình chỉ là một thằng ngơ thôi ư. Phong hoa rơi lệ đầy mặt, chương 152, vai phụ biến mấu chốt. Ha ha ha, mà mới không cần khẩn trương như vậy đâu, mới đánh một chút mà ông đã kêu OT, OT không ngừng, chẳng lẽ ông là OTMAN hả? Bánh bao xâm lấn lại cười to lướt qua, phác phong hoa nâng súng lên bắn điên cuồng, đi theo phong sơ yên một công kích hai tiểu quái, trong lòng buồn bực không thôi. Mình lo lắng OT thì có sai lầm gì, OT là chuyện rất nghiêm trọng đối với bất kỳ đội ngũ nào mà. Ai biết lại có một đội quái vật thế này, OT cũng có thể dùng thao tác khống chế được, khả năng khống chế toàn trận như vậy mới nghe lần đầu đấy. Phong Hoa buồn bực nổ súng phát tiết, ở trong công hội, hắn là lão đại, hắn là chỉ huy. Đi phó bản cũng là hắn lãnh đạo, hắn chỉ huy, hắn nói đông sẽ không có đứa nào dám chạy hướng tây. Nhưng hiện tại thì sao? Hắn là ma mới, hắn là OTMAN, hắn lòng nóng như lửa đốt, hắn rơi lệ đầy mặt. Phong Hoa oan quá, trước khi đến hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, dù sao đây cũng là đội ngũ có thể đạp lên những công hội lớn đi phá kỷ lục, trình độ như vậy còn cần nói sao? Phong Hoa dĩ nhiên tin tưởng mấy người này là cao thủ, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy, hắn mới phát hiện rằng mình chưa hề chuẩn bị đủ tâm lý. Trình độ của những người này cao vượt sức tưởng tượng của hắn, sự tranh lệch trong tâm lý của Phong Hoa lúc này khó mà bình phục lại trong nhất thời. Ở trong đội ngũ này, hắn cảm thấy sự tồn tại của mình cứ như có cũng được mà không có cũng chả sao. Bốn kẻ kia trong lúc công kích lại còn tự phối hợp lẫn nhau, mà hắn chỉ như kẻ một tên chạy vặt, nhân vật phụ, kẻ đánh chơi cảm giác như vậy chưa từng có bao giờ. Bánh Bao đừng nói chuyện nữa, nãy ông vừa mắc lỗi đó." Diệp Tu bên này nói, "Hả, có sao? Có, vị trí dùng tập kích gối sau lưng vừa rồi không đúng. Nếu sang phải thêm 30 độ, đánh lùi lại vừa vẫn có thể đâm trúng tiểu quái mà Hàn Yên Nhu vừa trưởng văng tới." Diệp Tu nói, "Phải không, lần này là thử nghiệm, lần sau phải chú ý tập trung, sai lầm như vậy tuy rằng không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng lại ảnh hưởng đến hiệu suất, hao phí không ít thời gian." Diệp Tu nói, "Được rồi nhưng nếu tôi chú ý tập trung, vậy ai để ý tới tên ma mới kia?" Bánh Bao Sâm lấn hỏi, "Tự hắn để ý mình." Diệp Tu nói, "Ma mới cố lên bánh bao sâm lấn kêu to." Phong Hoa rơi lệ đầy mặt, càng theo sâu vào phó bản phong hoa càng có nhận thức sâu hơn về sự phối hợp và kỹ thuật của bốn người này. Cũng coi như phong hoa xui xẻo, nếu hắn đi phá bản vùng đất lưu lạc lúc Diệp Tu cấp 28 thì chưa chắc đã như thế này. Khi đó hai người mới đường nhu và bánh bao xâm lấn chưa từng phá bản này vẫn còn xa lạ với hoàn cảnh xung quanh, lộ rõ bản sắc ma mới. Đáng tiếc bây giờ mọi người đều đã cấp 30, cây một ngày ba lượt chưa từng thiếu ở đây, đều là các cao thủ về thao tác, lại có chiến thuật do Diệp Tu chỉ đạo, làm quen nhiều ngày liền đạt tới trình độ ăn ý như vậy, khiến cho phong hoa tự ti vô cùng. Chiến thuật sắp xếp cho phong hoa, vốn chính là làm đầy tớ cho phong sơ yên mộc, hai người đều là công kích cự ly xa, sẽ hỗ trợ từ xa khi ba người vây giết quái. Nhưng Phong Sơ Yên mục là hỗ trợ thực sự, các loại công kích sẽ xuất hiện hiệu quả, có tác dụng ở cả khống chế lẫn áp chế toàn trận. Mà Phong Hoa, trách nhiệm của hắn chính là cho đạn bay ra từ miệng súng, phục hồi kỹ năng xong lại tung ra, sau đó đảm bảo bắn trúng quái, không hơn. Vốn tưởng rằng phó bản này mình sẽ cứ đánh chơi đến hết bản, nhưng càng theo lâu, Phong Hoa phát hiện việc quân Mạc tiếu giao cho hắn làm ngày càng nhiều. Dần dần hắn phát hiện mình bắt đầu hòa nhập vào sự phối hợp của mọi người trở thành một phần của đội ngũ phát hiện ra điều này là vì sau một phát hắn bất cần đánh trật mục tiêu khiến cả đội loạn cả lên phong hoa ngẫm lại lập tức phát hiện ra việc mà quân mạc tiếu vừa giao cho hắn làm cũng không phải đánh chơi thế mà hắn lại không để ý suýt thành đại họa không được rồi bánh bao xâm lấn mở miệng xem ra tôi vẫn phải phân tâm chiếu cố ma mới một chút không cần phong hoa cắn răng tôi làm được vừa rồi chuông điện thoại kêu nên tôi hơi phân tâm Phong Hoa vì địa vị của mình mà nói dối, hắn không muốn làm ma mới, hắn không muốn đánh chơi, hắn muốn trở thành một phần tử có thể tự mình lo liệu trong đội ngũ. Bánh bao ông tự để ý mình là được rồi, Diệp Tu nói với bánh bao xâm lấn, vậy được rồi bánh bao xâm lấn đành phải thực miễn cưỡng tiếp nhận rồi, vậy ông để ý ma mới hơn nhá. Giọng điệu này cứ như Phong Hoa chính là ma mới mà cậu ta mang vào, đang được gửi gắm rất tự nhiên. Phong Hoa ông chú ý, Diệp Tu rốt cuộc cũng mở miệng trước đó thật ra hắn đang quan sát thực lực của phong hoa ít nhất cũng phải biết được trình độ của người này ra sao mới có thể tính xem tác dụng của hắn ta trong đội ngũ là gì nếu đây là một đội lấy kỷ lục làm mục tiêu thì không thể nào mang theo một nhân vật đánh chơi có cũng như không được tất cả mọi người đều phải phát huy tối đa đây mới là phong cách của đội giật kỷ lục đây không phải vấn đề năng lực mà thuộc vấn đề thái độ trải qua thời gian quan sát diệp tu đã nắm được thực lực của phong hoa không thể nói là cao thủ gì không khác điền thất và nguyệt trung miên lắm, cũng coi như là một tay lâu năm có chút kinh nghiệm. Đương nhiên không thể để hắn ta xử lý một số cục diện cần thao tác cao, nhưng mà, chỗ để phát huy vẫn còn rất nhiều, Diệp Tu ngay lúc này giảng một chút cho Phong Hoa hiểu. Vừa giảng vừa đưa ví dụ, Phong Hoa vừa mới bắt đầu tự mình đối mặt, khó tránh khỏi có chút hỗn loạn, nhưng mà có hai người là tuyển thủ chuyên nghiệp, hai người với thao tác tài năng, cục diện có hỗn loạn gì thì cũng được xử lý tốt. Dù vậy, chuyện này càng khiến phong hoa xấu hổ và giận dữ cái dáng vẻ tôi quen lắm rồi đầy kiêu ngạo khi mới vào bản đã sớm không còn giống như một học trò nghe theo lời diệp tu dạy bảo làm từng chút từng chút một tiến độ sau đấy cũng vì lẽ đó mà chậm lại chút nhưng không ai oán than câu nào đường nhu và bánh bao xâm lấn cũng từng được diệp tu chỉ dạy cho vậy tô mộc tranh thì càng không cần nói ở bên cạnh không xỉa sói phong hoa mà còn thường xuyên tự mình làm mẫu đợi xong cả phó bản phong hoa lau mồ hôi phó bản nhỏ này hắn đã đi không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này lại khiến nhắn cảm thấy vất vả vô cùng. Đấu pháp mà Diệp Tu thiết kế, có thể nói là nhịp nhàng ăn khớp, mỗi người đều nối tiếp nhau phát huy chuyển xác, thời gian không chút dư thừa, tính sai sót của đấu pháp cũng cực kỳ thấp. Đấu pháp này khiến tiềm lực của mỗi người phát triển đến cực hạn, đối với việc chiếm bảng, đấu pháp như vậy quá là thích hợp. Một lượt đi phó bản thế mà lại mất hơn một tiếng, đương nhiên không cần để ý thời gian, trong quá trình có nhiều chỗ phải xử lý, đây đều là cố ý chậm lại. Tốt lắm, lần thứ hai, mọi người thử thách thức chút nào, phong hoa ông có gì không rõ thì cứ việc hỏi. Diệp Tu nói, đúng vậy, không hiểu lại vừa hiểu, loại ma mới kiểu này là sát thủ của cả đội đấy, ông đừng làm thế nha. Bánh bao sâm lấn nói, tôi không phải ma mới, tôi là hội trưởng công hội Nguyệt Luân. Phong Hoa cảm thấy nên chứng tỏ bản thân của mình chút. Công hội Nguyệt Luân, vì sao không gọi là công hội Tinh Luân, Bánh bao sâm lấn nói, vì sao lại muốn gọi là tinh luân? Phong hoa mở mịt, bởi vì Nguyệt Luân nghe không hay. Tư duy của bánh bao sâm lấn đơn thuần đơn thuần đến nỗi làm cho phong hoa không theo kịp ý nghĩ. Mấy người bên kia lúc này cũng đã vào lại phó bản. Lần thứ hai vào, phong hoa vừa bắt đầu đã hòa nhập vào đội ngũ. Phá kỷ lục ngay bây giờ, Diệp Thu hoàn toàn không ôm hy vọng như vậy. Nếu phong hoa là loại cao thủ tinh anh của các công hội lớn như Lam Khê Các thì còn có khả năng, nhưng nếu chỉ là một tay chơi lâu năm, Vừa đánh thử đấu pháp một lần, rất khó để nắm vững được chỉ mới lần thứ hai. Cho dù là không phạm sai lầm nào, nhưng việc phát huy át có chút sai sót, không đạt được trạng thái tốt nhất, đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất. Nếu trang bị của mọi người cũng thuộc trình độ như đội tinh anh của các công hội lớn, Phong Hoa có thể sai sót vài chỗ. Nhưng trong tình huống như này, phải cần Phong Hoa đạt tới hiệu suất 100% thì mới có thể lập kỷ lục cao. Kết quả đúng như Diệp Tu đoán trước, Phong Hoa vẫn đang trong giai đoạn gian khổ thích ứng để phối hợp Mặc dù không phạm sai lầm gì lớn, nhưng rất nhiều chỗ cần phải suy nghĩ, rất nhiều chỗ thao tác chậm, tự nhiên sẽ khiến thời gian bị trì hoãn không ít. Cuối cùng thành tích của lần phó bản thứ hai là 35 phút 14 giây 41. Không còn vấn đề nào khác, chỉ phải xem thử trình độ phát huy của phong hoa có thể đạt tới đâu, đây là một nhân tố chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích cuối cùng. Có điều, nhiệm vụ này e rằng không thể hoàn thành ngay hôm nay rồi. Số lần phó bản chỉ còn một lần. Diệp Tu cũng đoán phong hoa không thể thuần thục nhanh như vậy. Quả nhiên, lần thứ ba, phong hoa lại có tiến bộ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn quen tay, kỷ lục là 34 phút 47 giây 68. Mà ba lượt một ngày cũng đã dùng hết, lúc này phong hoa sao lại không biết vấn đề là do mình. Sự phát huy của những người khác không hề sai sót, có vì hắn mà giảm tiết tấu của mình lại, loại nhân vật nương nhờ đội ngũ như vậy, thật sự rất không thích. Phong Hoa không khỏi nghĩ đến đội ngũ của công hội bọn họ, hễ có tên gà mờ nào làm diệt đoàn nhiều lần chắc chắn sẽ nhận được sự khinh bỉ tàn bạo vô nhân đạo của tất cả mọi người. Hiện tại mình thì sao? Tuy chưa đến mức diệt đoàn, nhưng nguyên nhân cũng vì hắn mà thành tích không nâng cao được. Trong lòng Phong Hoa cảm thấy khó chịu, chắc ông có nick chính chứ nhỉ? Lúc này quân Mạc Tiếu đột nhiên hỏi hắn, à, có, ai đi nào có thể sử dụng thì lấy ra luyện tập hết đi, vấn đề trước mắt của đội ngũ đều ở ông cả, chỉ cần ông tuần thuộc thêm chút nữa, kỷ lục này chúng ta có thể đạt được. Nhưng cứ không ngừng luyện cho quen tay như vậy, không để ý lên luôn 31 thì hỏng bét." Diệp Tu nói, "Ừ, tôi sẽ nghĩ biện pháp." Phong Hoa nói, "Quái tinh anh của phó bản vùng đất lưu lạc, theo thói quen và cách tấn công thì không khác với tiểu quái trong khu luyện cấp lắm. Có thể luyện tập vài chỗ trong khu luyện cấp, thí dụ như." Diệp Tu lại nói thêm vài chỗ cho Phong Hoa. Phong Hoa nghe xong cực kỳ giật mình, không tự chủ được mà liên tục gật đầu trước máy tính, lại đột nhiên nhận ra rằng mình gật đầu người ta cũng không nhìn thấy vì thế tự xấu hổ một phen. Vôi vàng nói ừ tỏ vẻ mình nghe thấy rồi. Được rồi, thế thôi, ông cố lên, chúng ta đêm mai gặp. Đêm mai gặp phong hoa sau khi tạm biệt liền nghĩ biện pháp cố gắng khổ luyện. chương 153, chợ giao dịch. Hai giờ rồi, em ao trước nhé. Tô Mộc Tranh nói, cấp ức này của em luyện như thế nào? Diệp Tu hỏi cô, Tô Mộc Tranh theo lý không có nhiều thời gian luyện ức nhỏ như vậy. Nhưng phong sơ yên mộc của cô lại cứ khăng khăng đuổi theo cấp bậc của quân Mạc Tiếu, một bước cũng không kém. Anh không cần biết tô mộc tranh khẽ ngâm khúc nhạc, lo cao. Còn phó bản không, đường nhu hỏi, bọn họ bây giờ cấp 30, rừng rậm băng xương không cần đi nữa, nhưng mai cốt trì địa vẫn còn có thể kiếm chút kinh nghiệm. Ngoài ra chính là phó bản mới cấp 30 có thể đánh, phó bản khe núi nhất tuyến cấp 30 đến 33. Phó bản này cũng là bản 5 người, một ngày chỉ có thể đi 3 lần giống như vùng đất lưu lạc. Hôm qua bọn Diệp Tu lên cấp 30 đã đi khai hoang. Ba lượt đầu chưa quen dĩ nhiên sẽ khiến Đường Nhu nổi lên cảm giác bị thách thức, thành ra lúc này rất có hứng thú tới khe núi nhất tuyến một chuyến. "Không cần gấp, chúng ta đi dạo phố." Diệp Tu nói. "Đi dạo phố? Đường Nhu giật mình, cấp 30 rồi, mọi người cũng nên chú ý tới trang bị." Diệp Tu nói, "Trang bị cũng không phải cấp cao tất là đồ tốt. Cao thủ chân chính là phải biết nên chọn trang bị phù hợp với phong cách chiến đấu của mình. Những thứ về tốc độ như di chuyển hay tốc độ đánh chưa hẳn càng nhanh càng tốt." Tốc độ quá cao cũng thường có người không khống chế nổi, thành ra khéo quá hóa vụng. Với một cao thủ, trang bị cần thiết không phải thứ tốt nhất, mà là thứ phù hợp nhất. Trang bị tự chế tại sao lại mạnh? Không chỉ vì thuộc tính của nó cao hơn đồ cam một bậc, quan trọng hơn là nó được làm dựa theo người chế, hợp với phong cách người chơi dùng nó. Ví dụ như ô thiên cơ của anh, nếu không đủ kinh nghiệm chơi game thì sẽ không phát huy được hết uy lực của vũ khí này. Nói tới vũ khí, người chơi bình thường đương nhiên là ưu tiên dùng vũ khí có lực công kích nhưng đối với cao thủ, lực công kích bất quá chỉ là một con số, không ảnh hưởng tới cách sử dụng vũ khí của người chơi. Thật sự ảnh hưởng tới người chơi chính là thuộc tính của vũ khí, tốc độ đánh, chiều dài, sức nặng vân vân. Những thuộc tính này hoặc có số liệu hoặc không, đều được thể hiện trong thực chiến. Cây chiến mâu cấp 1 của anh, lực công kích gấp đôi cây của em, nhưng chiều dài lại phải giảm đi 1/3, vậy em cho rằng thực lực của mình tăng lên hay yếu đi? Diệp Tu giảng giải, bất thình lình hỏi Đường Nhu: Đường Nhu nghe mà ngẩn người, là mạnh hay yếu cô tạm thời không thể phán đoán được, thế nhưng, ít ra cô cũng hiểu Diệp Tu muốn nói tới đạo lý nào. Càng là cao thủ, càng có thể nhạy bén phát hiện sự khác biệt trong cách chế tạo các vũ khí. Điểm này, anh cũng chỉ có thể đưa đôi chút ý kiến từ góc độ người đứng xem, cụ thể nên lựa chọn thế nào, đòi hỏi mọi người phải tự mình nghiệm lấy rồi cân nhắc. Dùng thử hết hàng loạt vũ khí là điều không thể thiếu. Tìm những món trang bị phù hợp nhất hay thay đổi phong cách nhằm đồng bộ với trang bị, quyết định cuối cùng thuộc về mọi người. Trên đường vừa đi vừa nói, ba nhân vật rốt cuộc cũng tới được thành không tích. Thành không tích lớn hơn Trần Bố Nhĩ Tư nhiều. Đây là một trong chủ thành chính quy trên đại lục của Vinh Quang, cũng là chủ thành đầu tiên mà người chơi đến trên bước đường luyện cấp, nơi tụ tập hàng đầu của người chơi cấp bậc vừa và thấp. Bắt đầu cấp 30, người chơi bắt đầu quan tâm tới trang bị, chợ giao dịch cũng từ đó được mở rộng dần dần. Kênh thế giới bắt đầu nhuộn nhịp tiếng giao mua giao bán, vừa bước chân vào cửa thành không tích, bạn đã có thể thấy người chơi bày hàng bán quán khắp nơi. Có điều khá nhiều thứ lại được yết giá khá cao. Khu mới nhiều người mới, người mới mặc dù không dành, nhưng cũng không phải kẻ ngu. Kẻ ngu tưởng đồ tốt thành đồ rác bán giá rẻ thì rất ít, đại đa số người chưa rõ giá trị món hàng sẽ đứng quan sát trước, dò la thị trường, đi hỏi thăm. Đường nhu và bánh bao xâm lấn vừa nhìn giá tiền đã líu cả lưỡi. Bọn họ lên cấp 30 chưa hề kiếm món tiền bất chính nào, ngoại trừ phần thưởng nhiệm vụ, thì chính là tiền rất từ quái đều là những món tiền vụn vặt. Tích lũy tới giờ trên người cũng chưa vượt quá 10 kim tệ, bình thường mua những thứ như thuốc đều lấy ngân tệ làm đơn vị. Thôn Tân Thủ có bán bình máu và mana cấp thấp, đều là một ngân tệ một bình. Một kim tệ bằng 100 ngân tệ, 10 kim tệ có thể mua về một đống thuốc dùng được rất lâu, nhưng bình thuốc cấp thấp nhất này, với người chơi cấp 30 quả thật có phần tụt hậu rồi. Đường nhu, bánh bao xâm lấn cả hành trình có thể dành dụng được số tiền còn con này đã là không dễ gì. Kỹ năng bọn họ tốt, trong quá trình thực chiến có thể dựa vào thao tác mà né tránh được hầu hết công kích. Nếu đổi thành một người mới bình thường, số tiền từ nhiệm vụ và quái ắt hẳn đã phí phạm vào tiền thuốc hết rồi, không làm vài vụ mua đi bán lại trang bị chắc chắn sẽ không giàu nổi. 10 kim tệ trong mắt của bọn họ đã được xem là giai cấp tiểu tư sản rồi. Diệp Tu quan sát vài gian hàng, phát hiện tuy chợ giao dịch đã dần dần được hình thành, nhưng thị trường dành cho cấp 30 trở lên vẫn khá ít. Nguyên nhân chủ chốt, người lên cấp 30 chiếm rất ít phần lớn người chơi vẫn đang cố gắng cẩy cú tới cấp độ này. Lúc này gian hàng không ít, nhưng số đông vẫn là người chơi dưới cấp 30 học đòi người khác tới đây bày quán, trang bị họ bán ra hầu hết không thuộc cấp 30. Ngoại trừ những trang bị có thuộc tính độc đáo ra, những thứ khác thì không được người chơi chú ý mấy. Đường nhu và bánh bao xâm lấn chí ít cũng phải tùy cấp bậc mà nhìn trang bị, đồ dưới cấp 30 không xem, đồ trên cấp 30 mới có thể quan sát thêm vài lần. Mắc thế ngó giá tiền trang bị, hai người than thở liên tục. Trang bị cấp 30, một món lam bình thường thôi đã hết 10 kim, là toàn bộ tiền tích góp của họ. Trang phục chức nghiệp lại càng mắc, một món từ 20 kim đến 40 kim không đồng đều. Vì sao lại có sự khác biệt đó? Bởi vì 24 chức nghiệp vinh quang tuy có tính cân bằng, nhưng vì tính đặc sắc của từng chức nghiệp mà xuất hiện một vài nghề được người chơi chú trọng hơn. Ví dụ như kiếm khách và thiện xạ, người chơi hai nghề lớn này có số lượng đông đảo nhất trong vinh quang, chuyển sang khu mới cũng vậy. Người chơi nhiều cầu trang bị sẽ nhiều, trang bị tất nhiên sẽ mắc hơn một chút. Trang bị mặc đã thế, vũ khí càng miễn bàn. Vũ khí làm cấp 30, một món cơ bản từ 30 kim đến 50 kim, cũng do khác biệt chức nghiệp cả. Về phần vũ khí tím, có đến 100 kim cũng mua không nổi, một vài món lại có thuộc tính ưu tú, trực tiếp bị nâng giá hơn 200 kim tệ. Giá thế lại chiếm mặt bằng chung, dù sao người bây giờ có thể lên cấp 30, đa số đều là những tên lão luyện từ các công hội lớn. Có bọn họ dẫn đầu thị trường, đám người mới cầy điên cuồng xông tới cấp 30 cũng đành có gì học nấy, không có mấy ai ra giá bậy bạ. Nếu muốn mua một thanh vũ khí, phải để dành tiền tới khi nào? Đường Nhu hỏi, tôi thấy vẫn là nên tới sân thi đấu đổi điểm thưởng bánh bao xâm lân trước mắt vẫn cầm móng vuốt tím cấp 25 cậu ta đổi được ở đấu trường. Ha ha, nếu đừng xin cố định, trang bị đến lúc đó có thể bán lại mà Diệp Tu nói. Trang bị trong vinh quang có thể xin cố định, trang bị bị cố định rồi sau khi chết sẽ không rơi xuống, nhưng cũng không thể đem giao dịch. Xin cố định xong không thể giải trừ cố định, cho nên trong giai đoạn thăng cấp này, cơ bản không người chơi nào sẽ xin cố định trang bị. Ai ai cũng nghĩ nếu bỏ thì cầm tới chợ giao dịch chào hàng. Có điều vì chính nguyên nhân này, trang bị cấp thấp chỉ sinh ra, không mất đi, tràn lan dẫn tới giá cả tụt dốc. Như ở những khu cổ nhất, trang bị đang làm đường nhu và bánh bao xâm lấn kinh thán này đều rẻ hơn 10 lần, hơn nữa còn rất nhiều người ngại phiền không đem giao bán, trực tiếp thảy vào hệ thống cửa hàng cho nhanh chúng ta bây giờ cần phải mua gì? Đường Nhu hỏi, vũ khí, Diệp Tu nói, sau ba lần quan sát biểu hiện của phong hoa, Diệp Tu cũng không muốn gửi gắm hết toàn bộ hy vọng vào việc nâng cao của vị nhân vật phụ này, cuối cùng quyết định nên đầu tư lên trang bị một chút, như vậy thì ổn hơn. Tiền đâu, Đường Nhu nói, chiến mâu chữ tím cô vừa rồi đã ngắm một lượt, ít giá 120 kim tệ. Chiến mâu chữ lam lại rẻ hơn không ít, khoảng chừng 40 kim tệ. Nhưng chữ lam so với thanh chữ tím cấp 25 trong tay cô lại ngang ngang nhau, hoàn toàn không cần thay cái mới, muốn thay phải là cái chữ tím giá hơn 100 kia kìa. Tiền không phải là vấn đề, em chọn kỹ một món đi, nếu em thấy cây đang cầm cũng rất vừa tay, có thể chọn trường mâu xích nguyệt cấp 30, chiều dài và sức nặng cơ bản đều giống thanh trong tay em. Ồ, để em xem, sau này trả tiền lại cho anh." Đường Nhu nói, "Em mua cho anh bao thuốc lá là được." Diệp Tu nói, "Đợi phát lương đã." Đường Nhu buồn bực, cô bây giờ giống túi, tiền thua đứt hết bởi Diệp Tu. Bánh bao, chọn một món vũ khí đi, tôi đưa ông tiền. Diệp Tu lại quay sang nói với bánh bao xâm lấn, úi úi, tôi cũng có sao bánh bao xâm lấn ngạc nhiên. Đương nhiên, tôi đi xem, bánh bao xâm lấn cũng không khách sáo, cậu ta có kinh nghiệm chơi game, tuy không phải vinh quang, nhưng ở rất nhiều chỗ lại có thể một suy ra ba. Trong mắt cậu ta, Diệp Tu và mình căn bản không phải là người chơi ngang hàng đây là cao thủ, là đại thần. Cao thủ đưa trang bị cho người mới là một chuyện rất bình thường, khách sáo làm chi. Bánh bao sâm lấn đi không lâu đã quay về, nói cậu ta đã phát hiện vũ khí mình muốn. Diệp tu theo sau nhìn thấy, nhất thời cảm khái cực kỳ, bánh bao ông đúng là một chút cũng không khách sáo. Ha ha bánh bao sâm lấn cười, cậu ta nhìn chúng một món vũ khí chứ cam, Diệp tu vòng hết cả một buổi lúc này mới nhìn thấy đồ cam lần đầu tiên. khứu giác của tên bánh bao sâm lấn này nhạy tới cỡ nào vậy? vừa nghe cho đồ chưa tới một phút đã có thể đào thứ này ra rồi. Huyết trảo vũ khí cam cấp 30, giá 800 kim tệ. Giá cả đồ cam, há có thể cùng hệ với lam tím. Được không, bánh bao sâm lấn hỏi. Đương nhiên không được hiện tại trên người tôi chỉ có 15 kim tệ, còn phải đi bán đồ mua vũ khí cho mấy người nữa. 800 kim tệ, ông muốn tôi đi bán thân à? Diệp tu nói, hắn hơn đường nhu và bánh bao sâm lấn 5 kim tệ, cũng là vì ngay từ đầu hắn đã tiêu xài rất ít, dùng bình thuốc và đồ ăn còn ít hơn hai người này. Vậy à, vậy tôi đi kiếm cái khác, bánh bao sâm lấn chạy mất, đồ cam không được đâu đấy. Diệp tu nhấn mạnh, biết rồi giọng bánh bao sâm lấn truyền từ phía xa. Diệp tu lắc đầu, lập tức điều khiển quân mạc tiếu tới một góc chợ, hắn đã sớm chú ý tới bảng hiệu trên quầy hàng kia, mua vật liệu hiếm. Tơ nhện cường lực mua thế nào? Quân Mạc Tiếu đi lên, Diệp Tu hỏi, đổi phương chỉnh góc nhìn trông thấy người tới, im lặng một chốc mới mở miệng quân Mạc Tiếu. Tơ nhận cường lực của ông chẳng phải kiếm từ tụi này sao, bây giờ muốn bán lại cho tụi tôi. Chương 154, vật liệu đến từ đâu? A, à, ông là, Diệp Tu nhìn qua bảng hiệu của quầy hàng, không hề chú ý đến tên người chơi đang bày bán. Lúc này nhìn một cái, Lam Khê Các, Hệ Châu. Tôi là Hệ Châu, là người của Lam Khê Các. Hệ Châu cũng tùy tiện giới thiệu một chút, kỳ thực hắn và Quân Mạc Tiếu cũng đã sớm gặp nhau, nhưng bởi vì nghề mục sư này thì vừa đến đã bị quân Mạc Tiếu loại khỏi đội đánh phó bản. Giữa hai người chưa từng giao lưu, nên chuyện quân Mạc Tiếu đã quên hắn hoàn toàn không bất ngờ. a à, là ông, Diệp Tu cười nói, bán lại cho mấy ông cũng không tồi nha, tiền có ích lợi gì chứ. Vật liệu hiếm xài vĩnh viễn, còn lưu truyền mãi về sau. Hệ Châu vừa nghe cũng cười, những lời này lưu truyền đã lâu, nhưng hiện tại chẳng mấy ai nói thế, người chơi mới cơ bản không biết được. Có thể thuận miệng nói ra câu này, Số năm chơi Vinh Quang ít nhất là 5 năm trở lên. Số năm chơi nhiều, không nhất định phải là tuyển thủ chuyên nghiệp. Kỳ thực người chơi bình thường trung tình rất nhiều, hơn nữa có khá nhiều cao thủ đều chơi Vinh Quang ngày này qua tháng nọ. Họ không giống tuyển thủ chuyên nghiệp, tuyển thủ chuyên nghiệp khả năng dù cao thấp thế nào cũng sẽ có một ít thiên phú, đại đa số người chơi bình thường chỉ có tư chất thường thường, bọn họ muốn luyện đến một trình độ nhất định, chỉ có thể dùng thời gian để tích lũy kinh nghiệm, luyện kỹ thuật, việc này cũng không hề dễ dàng. Hệ Châu chính là một người chơi như vậy, chơi vinh quang cũng được khoảng 7 năm. Người chơi 7 năm trong giới chuyên nghiệp chiếm nhiều không ít, mà tên quân Mạc Tiếu này, Hệ Châu tin rằng hắn ta cũng lão luyện không thua mình. Hai người đều hiểu rõ vinh quang, bắt đầu buôn bán cũng bớt phải vòng vo nhiều lời. Dù sao không ai ăn lời được ai hết, tơ nhện cường lực 40 ngân tệ một cái, Hệ Châu không nói thêm gì nữa, bớt đùa đi bố, hẳn là một kim tệ một cái chớ. Diệp Tu nói. Cái ông nói là giá trong thần chi lĩnh vực, hơn nữa còn là giá bán lẻ, đây là khu mới, hơn nữa tôi đang thu mua số lượng lớn đó. Hệ châu từ tốn nói, ở trước mặt hai cụ như tụi mình, khu mới gì đó đều là phù vân, phải theo hiểu biết đám của mình mà làm chứ, coi như là vì ông mua, một cái 80 ngân tệ ha. Diệp tu nói, tôi bốn người mua được hàng, sao phải bỏ ra 80 chứ? Hệ châu nói, đây chẳng qua là hiện tại, sớm muộn gì ông cũng phải trả 80 ngân tệ mới mua được, coi như là ông đi trước thời đại đi. Diệp Tu nói, ông cũng thực tế chút đi, đây là khu mới. Hệ Châu cười nói, rất hiển nhiên, đây là một người tỉnh táo và tỉ mỉ, quân mặc yếu thực lực mạnh thế nào, cũng không ảnh hưởng đến sức phán đoán mua bán của hắn, một bước cũng không nhường. Diệp Tu cũng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hỏi lại, tơ nhện cường lực giá 40 vậy, vậy còn đá mài. Vật này đáng giá hơn tơ nhện cường lực nhiều, chỉ boss ẩn của phó bản khe núi nhất tuyến mới có thể rớt ra, mỗi ngày vào phó bản chỉ được có 3 lần, nên càng miễn bản đến tần suất gặp Boss ẩn. Diệp tu bọn họ ngày hôm qua khai hoang đã 3 lần chưa một lần gặp phải Boss Hai 20 kim tệ, hệ châu nói, khoảng 35 mới đúng, khu mới, khu mới. Hệ châu nhấn mạnh, ông định 20-30 thì coi thường cái chức cụ của tôi quá rồi. Diệp tu nói, ha ha, ông có bao nhiêu a? À? Hệ châu hỏi, nếu giá 30 thì bán trước cho ông 10 cái. Diệp tu nói, 10, 10 cái, Hệ Châu lấy làm kinh hãi, cũng bởi vì hắn là một người cẩn thận và tỉnh táo, việc này khiến hắn lập tức nghĩ đến một người chơi mới cấp 30 lấy được 10 cái đá mài là chuyện vô cùng thần kỳ. Đây là vật chỉ có thể rơi ra từ boss ẩn mà thôi, tuy rằng rơi xuống với tần suất rất cao, nhưng vật liệu hiếm vốn cũng không rơi nhiều thế, thêm tần suất hiện ra lại của con boss ẩn nữa. Cân nhắc đến việc này, vật liệu hiếm mới được gắn cho chữ hiếm. Quân Mạc Tiếu hôm qua mới vừa lên cấp 30, việc này Lam Khê Các rất để ý đến hai ngày cộng lại, hắn ta nhiều lắm cũng chỉ đi được sáu lần phó bản khe núi nhất tuyến, coi như gặp phải boss ẩn nhiều lần đi, tính luôn việc chúng hợp gặp suốt một loại boss ẩn cũng chưa chắc lượm được tới 10 cái. Mà khả năng xảy ra việc này không thể nói gần bằng không, nhưng cũng nhỏ đến mức gần đến vô cực rồi. Thế nào, Diệp Tu hỏi, sao ông có thể có nhiều đá mài như vậy chứ? Hệ Châu không nghĩ ra, không thể nào chỉ dựa vào mình mình đánh bản, nếu nói là do thu mua được, rồi tìm bọn thu mua y như bọn họ để bán lại thật sự rất không thông minh, kinh nghiệm phong phú của các cụ làm sao mà có thể có lối suy nghĩ ấy. Trừ việc đó, hệ châu cũng chỉ có thể nghĩ đến loại hành động giết người cướp của. Nếu nhiều hơn 10 cái thì sao? Diệp Tu lại chỉ cười, ông còn hả, hệ châu kinh ngạc, còn cả đống kia, nói thẳng ra, so với kho hàng của Lam khê các mấy ông chẳng ít hơn bao nhiêu. Diệp Tu nói, điều này sao có thể, hệ châu vẫn hoài nghi như trước, sao ông làm được chứ? Ông cũng đừng quan tâm, ông có muốn mua hay không Diệp Tu nói. Trong nhất thời hệ châu quả thực đáp không được, tuy hắn định giá cho thứ đá mài này tương đương thế, nhưng hiện tại trong kế hoạch thu mua của hắn không bao gồm nó. Bấy giờ mà có thứ này thì đều là người chơi cao cấp, một phần trong số đó thuộc các công hội lớn như bọn họ. Công hội lớn chỉ biết thu mua vật liệu, dùng vật liệu, vốn không hề bán ra, giờ còn chưa phải lúc thu mua đá mài. Hiện tại, Quân Mạc Tiếu đột nhiên hỏi việc này, Hệ Châu cho rằng một người chơi vừa lên cấp 30 thì vận khí tốt lắm cũng chỉ một hai cái, nên không để ý lắm, vậy mà tên quân Mạc Tiếu thực sự sâu không thể lường, vừa mở miệng đã có ngay 10 cái. Ngoại trừ các công hội được câu lạc bộ làm hậu thuẫn như họ thì chẳng ai có được. Hơn nữa nghe lời quân Mạc Tiếu bảo, hắn ta còn có hơn 10 cái. Ông có tất cả bao nhiêu cái? Hệ Châu hỏi, hắn cho rằng lúc này không mua được nên mới không liệt vào trong kế hoạch, nhưng sớm muộn cũng phải mua. Lúc này hàng tới tận cửa, hắn cũng không muốn bỏ qua. 30, 40 cái diệp tu nói, Hệ Châu thiếu chút nữa té nghĩ, nếu tên này thật sự có nhiều thế, đúng là tương xứng với Lam Khê các bọn họ. Trước khi đi thu mua, Hệ Châu đã sắp xếp sơ kho hàng của công hội, nhớ rõ số lượng đá mài trong kho cũng chỉ còn 40 mấy cái mà thôi. 25 kim tệ, tôi mua hết cho, Hệ Châu nói, một đợt thu mua lớn như vậy về sau cũng không có khả năng tái diễn. Một người căn bản cũng không khả năng thu được nhiều vật liệu hiếm đến vậy. Tôi đâu nói muốn bán toàn bộ đâu, chỉ bán 10 cái, giá 300 kim tệ thôi." Diệp Tu nói, "25 đi, Hệ Châu cũng không ngại chuyện mua hết hay chỉ mua 10 cái, thu được bao nhiêu thì thu." Sau đó "tôi 29, ông 26, tôi 28, ông 27, sau cùng 27,5 chốt giá, 27,5 kim tệ à." Công hội bao bự vậy, mà chả có 25 kim tệ. Mất mặt không, ba trăm đi Diệp Tu nói. Ai lại tính thế, Hệ Châu nói, ông tỉnh táo thật đấy. Diệp Tu nói, ha ha, 25 kim tệ là giá công bằng rồi còn gì Hệ Châu nói. Là chính ông không cần nha Diệp Tu nói, quân Mạc Tiếu đột nhiên đứng cạnh Hệ Châu. Làm gì vậy, Hệ Châu không khỏi luống cuống, hắn vẫn rất hoài nghi lai lịch đống vật liệu của quân Mạc Tiếu, đây nhất định không thể nào là do đánh phó bản được. Hệ Châu rốt cuộc nghĩ tới trường hợp đứng ngoài cửa phó bản rồi giết người cướp của. Thế nhưng có thể cướp nhiều như vậy, thì phải sớm tai tiếng vang xa rồi chứ. Hệ Châu cũng đi phó bản khe núi nhất tuyến hàng ngày, lại chưa từng nghe nói qua. Lẽ nào, thằng này là tên lưu manh xài hách chỉ cần đứng gần là có thể lột sạch bản ngay. Người chơi lão luyện kiến thức rộng rãi, suy nghĩ cũng đa dạng. Vinh Quang đã không xuất hiện phần mềm hách bao nhiêu năm rồi, Hệ Châu vẫn nhớ một vài phần mềm hách chuyên ép người giao dịch để cướp đoạt lúc ban đầu. Nhưng quân Mạc Tiếu sau khi đứng bên cạnh hắn, liền thao tác, cũng mở một quầy hàng, đồng thời quăng một câu, bán lẻ 30 kim tệ một cái nhất định sẽ hết hàng nhanh thôi, rẻ thế ông còn không muốn. Nói xong quầy của quân Mạc Tiếu đã dựng lên, 10 cái đá mài bầy lên phía trên, mỗi cái 30 kim tệ. Hệ châu lập tức ngẩn ra, ở trong trò chơi, vật liệu cũng có giá thu mua và giá bán lẻ. Giá thu mua hơi thấp, nhưng đấy lại là nguồn tiêu thụ ổn định của người bán, muốn bán thì rất dễ, tìm tới đối tượng rồi cứ thế mà bán đi. Về phần bán lẻ, giá cao hơn cũng chỉ một ít, chỉ khi có nhu cầu thật sự người chơi mới tới mua, có thể bán được hay không, bán trong bao lâu cũng khó nói, cần phải có kiên trì. Đối với người đang cần tiền gấp, hiển nhiên bán lẻ sẽ không đáp ứng kịp. Bây giờ quân Mạc Tiếu đang bán lẻ, ở thần chi lĩnh vực, giá của vật liệu hiếm khá ổn định, đá mài thường chừng 35 đến 40 kim tệ, giá thu mua sấp xỉ khoảng 30 kim tệ. Diệp Tu chắc giá 30 kim tệ không nhượng bộ, đấy chẳng phải là muốn hệ châu quay về khu cũ với mình ư. Kết quả hệ châu rất tỉnh táo không đáp ứng, vì vậy hắn ta lập tức mở quầy bán lẻ luôn. 30 kim tệ, với một khu mới thì đây được xem như giá bán lẻ, một cái giá cần sự kiên trì. Có điều phải chú ý rằng, hiện tại hầu như không ai bán đá mài ở khu 10 cả, nhưng công hội lớn hiện đang nắm giữ những vật tư ấy cũng sẽ không mượn cơ hội này kiếm tiền. Vì vậy kẻ được lợi là Diệp Tu, bấy giờ hắn ta giống như người chơi có đẳng cấp thuộc vào hàng top, sở hữu một số vật liệu cao cấp độc nhất vô nhị, nên muốn bán bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Huống chi tên này cũng không gây lũng đoạn thị trường, hắn ta chỉ bán với giá thị trường 30 kim tệ mà thôi. Để tôi nhớ coi, đang cấp 30, có cái bản vẽ trang bị nào có thể dùng đến đá mài không ta? Diệp Tu cứ như đang độc thoại một mình, đúng rồi, Trượng Tinh Hồn thì phải, vũ khí này tăng công kích với kẻ thù chủng loại tinh linh, khá thực dụng, phó bản chỉ rơi mỗi bản vẽ thôi, muốn chế tạo bắt buộc phải dùng đá mài. ưng, ừ, còn có thập tự giá ma văn nữa. Cú khí mang thuộc tính ánh sáng, nếu để mục sư sử dụng thì tất cả kỹ năng hệ ánh sáng sẽ được gia tăng, mà hình như cũng rơi mỗi bản vẽ chế tạo thôi. Cái này ông nên biết chứ. Ây già, mục sư Diệp Tu nói. A, à, thấy tên cuồng kiếm sĩ kia tôi mới nhớ ra nha. Kiếm trảm nham cũng cần đá mài đấy. Cậu ta tới rồi, cậu ta muốn mua kia trà trà. A à, không phải, là một cuồng kiếm sĩ dùng thái đao. Thật đáng tiếc, kiếm trảm nham ơi là kiếm trảm nham, mua đá mài chỗ tôi đây có thể rèn nên một thanh kiếm trảm nham đấy. Diệp Tu lầm bẩm mãi, hệ châu tỉnh táo cuối cùng cũng có chút không tỉnh táo nữa, những món này quả thực đều là vũ khí tím chỉ rơi bản vẽ trong phó bản, cần thu thập vật liệu rồi nhờ những người chơi có nghề sinh hoạt tương tự chế tạo, đá mài chính là một trong vật liệu để chế tạo nên chúng. 30 kim tệ mà thôi, người dám làm vũ khí tím nhất định sẽ chẳng chút do dự mà mua ngay nhỉ. Đang nghĩ ngợi, lại thấy một người chơi đã đến trước mặt ý, ở đây có bán đá mài. Hết bán rồi, tôi mua hết rồi. Hệ châu vội vàng nói chương 155, theo đuôi cũng đụng mặt nhau. 30 kim tệ một cái, quân mạc tiếu xoay người, nhấn mạnh lại với hệ châu. 30 liền 30 đi hệ châu nói, đến hỏi mua thế mà lại là một nam một nữ, loại tổ hợp này quá mạnh mẽ. Hơn nữa người mở miệng hỏi lại là bên nữ, thế này thì đừng nói là 30, có 300 đi nữa thì bên nam cũng cắn răng mà trả tiền thôi. Hệ châu quyết định thật nhanh, vội vàng xông lên tranh mua. Quân mạc tiếu đang bày quầy bán lẻ, hàng họ bày ra liền yết giá, người có kinh nghiệm thấy hợp chỉ việc nhấp chọn mua ngay, hệ châu sợ anh bạn trước mắt quá ga lăng, không nói hai lời liền đi lên vơ hết hàng của hắn, chả phải người khổ lúc ấy là mình ư. Lúc này hệ châu thể hiện trọn vẹn sự không tầm thường trong thao tác của một tay chơi già đời, nháy mắt thu hồi quầy hàng của mình, nhân vật từng bước chắn lấy quầy hàng của quân Mạc Tiếu, chuột bấm liên tục, không thèm ngó đã mua sạch 10 cục đá mải của quân Mạc Tiếu ngay. Đôi nam nữ đứng sau nhìn đến ngu người, cuối cùng ném lại một câu thằng này bị điên à, rồi nhẹ nhàng lướt đi. Ông được đấy Diệp Tu cũng tán thưởng không thôi, để ông cười tui rồi, hệ châu khách khí, nhưng ông có xác định mỗi cái 30 kim tệ không đó. Diệp Tu hỏi, hệ châu quá sợ hãi, vội vàng bấm mở túi của mình ra xem, kết quả phát hiện khấu trừ đúng 300 kim tệ, hiển nhiên không xảy ra vấn đề gì. Đùa nhau à, hệ châu lòng còn sợ hãi, khoảnh khắc vừa rồi quả thực không nhìn giá. Mình lại là người đi thu mua vật liệu, trên người ôm một số tiền lớn của công hội. Nếu đánh bay 18.000 trong túi, chắc hắn khóc chết mất. Nếu trong chớp mắt đó mà cả giá tiền ông cũng có thể kiểm tra rõ ràng, vậy thật sự quá đỉnh. Diệp Tu vừa nói, vừa cho quân Mạc Tiếu đứng lên, đi đây. Tạm biệt, hệ châu kinh ngạc nói, nhìn bóng dáng quân Mạc Tiếu cứ thế mà bình tĩnh biến mất giữa dòng người trên màn hình. Sau một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng nhắn tin cho Lam Hà nói lên việc này. Quân Mạc Tiếu, làm sao có thể, ông ở trong thành đụng tới hắn không phải hắn đang quét phó bản sao xong rồi lam hà tuồn một đống dấu chấm hỏi sang hệ châu thắc mắc quân mạc tiếu sao lại có nhiều đá mài thế cậu cũng chẳng quan tâm quét phó bản thế nào mà lại không lên tv lam hà mang theo nghi hoặc mở bảng kỷ lục ra kỷ lục của lam khê các vẫn ở vị trí trên vị trí thứ hai và thứ ba vẫn thế căn bản không thấy bóng dáng của quân mạc tiếu lạ thật chẳng lẽ bọn họ còn chưa bắt đầu phá bản lam hà hỏi hệ châu tôi biết thế quái nào được nhưng mà lúc này, nếu có đi phó bản thật thì có lẽ cũng đã xong, có phải không phá được kỷ lục không? Quân Mạc Tiếu ở đây bán đá mài, dựa vào sự ra đời của hắn, sao có thể dễ dàng buông tay đám vật liệu hiếm ấy? Có lẽ họ đụng phải chướng ngại gì trong phó bản, buộc hắn phải cần tiền gấp, chắc muốn mua thêm trang bị. Hệ châu này rất có năng lực phân tích, nguồn gốc của đá mài tuy không đoán rõ được, nhưng đem mục đích bán đá của Diệp Tu vạch trần rõ ràng. Vậy à, ông bảo hắn ta có 10 cục đá mài. Lam Hà bây giờ mới trở lại vấn đề này. Phó bản gì đấy, thật ra cũng nào có trong phạm vi mà cậu quản được đâu, người ta muốn quét hôm nay thì hôm nay, ngày mai thì ngày mai, cậu chỉ có thể dương mắt nhìn thôi. Đúng vậy, hơn nữa có lẽ hắn không chỉ có mỗi vậy. Hệ Châu nói, không thể nào, hiện tại thu được số đá mài lên đến hàng hai, chắc chắn chỉ có các công hội của câu lạc bộ, công hội bình thường cho dù có kiếm được ngần ấy, cũng không khả năng tập trung trên tay một người. Lam Hà nói cho nên tôi mới cảm thấy kỳ quái hệ châu nói chẳng lẽ hàng lấy lòng của công hội nào cho hắn lam hà bỗng nhiên nghĩ đến ha ha nhìn thì biết hệ châu nói nhìn thế nào tôi gọi thiên thành đi theo hắn xem sau đấy hắn tiếp xúc với ai hệ châu trả lời lúc này theo dõi bảng kỷ lục không phải chỉ mỗi bọn lam hà đám hội trưởng của các công hội lớn vừa nghĩ tới chuyện một công hội nhỏ bé như nguyệt luân sắp nắm chùm bảng kỷ lục đều cảm thấy từng đợt mắc ói ai nấy không cam lòng lại chỉ đành bó tay tuy không ngăn cản được, lại luôn không tự chủ mà lưu ý thông báo của hệ thống. Từ 0 giờ, đến 1 giờ, lại đã 2 giờ, nhóm hội trưởng lớn đều mất hồn mất vía, lại không biết Diệp Tu đang tí tẩn dạo trên đường. Sao, có để ý trang bị nào không? Diệp Tu vừa nhắn cho đường nhu và bánh bao xâm lấn hai tin. 300 kim tệ, đội ngũ bọn họ lại không có nghề nghiệp đứng đầu như kiếm khách, cơ bản có thể thu mua được 3 món vũ khí tím. Cứ lấy cái trường mâu xích nguyệt mà anh từng bảo được không, em vừa nhìn thấy nó. Đường Nhu trả lời, được chứ, ở đâu? Diệp Tu hỏi, vì thế trước sau hỏi vị trí của hai người rồi đưa kim tệ qua. Tiêu hết 190 kim tệ, hai vũ khí tím vào tay. Sau đó lại đến một quầy hàng đã để ý từ trước, dùng 100 kim tệ mua một cái pháo cầm tay màu tím. Lão đại có tiền ghê bánh bao xâm lấn tán thưởng, thay món vũ khí tím cấp 30 mới mua vuốt bão cát. Trước đó gọi Diệp Tu là đại thần giờ nâng cấp thành lão đại, càng có vẻ thân mật và phục tùng hơn. Bánh bao xâm lấn rất đơn thuần, từ sự thay đổi của xương hô cũng nhận ra được. Ha ha, đi thôi Diệp Tu nói xong, ba người cùng nhau rời khỏi đường phố náo nhiệt của thành không thích. Thiên thành lúc này theo ba người phía sau xa xa, làm một tên đoạt quái lão luyện, gã khá thạo chuyện này. Theo đuôi ba người rời khỏi chủ thành xong, khu ngoại thành đất bằng trống trải, thiên thành không phải dí sau nữa, mà thay đổi lộ tuyến, tà tà sóng vai cùng ba người. Nhìn phương hướng ba người đi tới, hình như đến khe núi nhất tuyến, thiên thành dự là cả đám chỉ đi phó bản mà thôi nhưng nghệ châu bảo gã lưu ý xem quân mạc tiếu có tiếp xúc với loại người nào không mà cái phó bản này phải tổ đội vừa hay quan sát được thiên thành đành phải tiếp tục yên lặng theo sau gì gì theo sau thiên thành đột nhiên phát hiện đi theo ba người quân mạc tiếu hình như không chỉ mình hắn nếu coi ba người là chữ trung trông mấy tên người chơi giải rác trên bản đồ lúc này đều lấy ba người quân mạc tiếu làm trung tâm như xa như gần mà hướng về cùng một phía có một đứa thế này thì không lạ, nhưng tự nhiên chui ra lắm đứa như vậy liền có vẻ là lạ. Nếu thật sự muốn đến khe núi nhất tuyến, đi đường lớn như quân mạc tiếu mới là bình thường. Nhưng hiện tại đeo một đống đuôi như này, lại còn là một đám có kinh nghiệm phong phú như thiên thành, vì thế cả bọn không hề theo dõi từ phía sau mà tìm đại một đường giả vờ giả vịt, nhiều người giả vờ thì sao có thể tự nhiên được. Thiên thành đã phát hiện cả bọn, bọn kia cũng nhận ra, có kẻ bắt đầu trần chờ, người lại quyết định nhanh chóng thay đổi phương án, quang minh chính đại đi trên đường lớn theo sau ba người quân mặc tiếu. Đây vốn là phương thức sợ bại lộ nhất, trong tình huống kỳ dị này lại có vẻ rất bình thường. Thiên thành không phải kẻ giống người thường nhất, gã chạy ngay đến một tên người chơi đứng gần mình, đợi đến khi thấy rõ tên của đối phương, lập tức nhắn tin cho hệ châu, hắn không cấu kết với hô khiếu đâu. Người chơi mà gã nhìn thấy này thuộc công hội hô khiếu Sơn Trang, tuy rằng đối phương ẩn tên công hội, tiếc thay thiên thành lại biết ID của hắn ta. Ồ, làm sao ông biết, Hệ Châu kỳ quái, câu trả lời phủ định của Thiên Thành khiến Hệ Châu đoán không ra vì sao gã lại biết. Bởi vì người của Hô Khiếu đang làm chuyện giống chúng ta. Thiên Thành nói, Hệ Châu hết biết nói gì luôn, xem ra quân Mạc Tiếu nhận được sự quan tâm của cả khu 10 rồi. Trước đó chả đứa nào lên tiếng với nhau, chỉ lẳng lặng lôi kéo, giờ thì cả đám cùng bị lộ hàng trong hoàn cảnh kỳ lạ thế này. Hiểu la, biết tên này của công hội nào không? Thiên Thành lại thấy rõ một người, nhưng gã không biết. Đối phương lại che giấu tên công hội, đành phải để Hệ Châu đi điều tra. "Để tôi tìm thử xem." Hệ Châu hỏi rõ hai chữ viết thế nào rồi tìm người liên hệ điều tra. Cuối cùng Thiên Thành đưa hết một lượt tên chín thằng kéo bè theo đuôi đụng mặt nhau mà vẫn không từ bỏ kia, thật ra có tổng cộng 11 người, nhưng có hai người vừa phát hiện tình huống quỷ dị xong liền rời đi. Trong chín người, điều tra rõ công hội đã có năm nhà. Ngưu Đồ Bá Đạo, Hoàng Triều Di Phong, Hô Khiếu Sơn Trang, Luân Hồi, Bách Hoa Cốc năm nhà này đều tham gia cuộc kéo bè theo đuôi rồi đụng mặt lần này, có thể suy ra bọn họ không có cấu kết gì với quân Mạc Tiếu. Mấy ông vẫn còn tiếp tục à? Hệ Châu hỏi, ừ, sắp đến khe núi nhất tuyến rồi, tôi thấy bọn quân Mạc Tiếu tiến vào phó bản rồi, 10 đứa tôi vừa hay lập được hai đội vào phá bản luôn, lượt vào phó bản của tôi còn chưa dùng hết đây Thiên Thành nói. Vậy ông cố lên, Hệ Châu cũng không nhiều lời, đảo mắt đã đến khe núi nhất tuyến, nói là khe núi sâu, kỳ thật cũng không gặp núi cao. Khe nhất tuyến này là một vết nước trên đại lục vinh quang, trên một đồng bằng đất ba đan bằng phẳng, chợt có một vết nước như bị dìu nện vào, vừa dài vừa rộng lại vừa sâu. Toàn bộ đường đi không hề có bất kỳ thực vật nào sinh trưởng, tùy lúc có thể bắt gặp xương cốt của động vật, mà hoạt động mạnh mẽ ở đây còn có các loại côn trùng độc. Đương nhiên đối với người chơi thì đây chính là nguồn cung cấp kinh nghiệm. Khe núi nhất tuyến là khu luyện cấp 30 đến 33, lúc này cũng coi như khu vực cao cấp. Nếu không phải những người chơi lấy trò chơi làm nghề nghiệp, mỗi ngày chơi hơn 12 tiếng thì tuyệt đối không thể lên 30. Mà đám người chơi ấy đương nhiên không chiếm đa số, lúc này khe núi nhất tuyến nhìn rất hoang vắng. Ba người quân mạc tiếu đến phá bản khe núi nhất tuyến, cũng không để ý tiểu quái trên đường, đi thẳng đến chỗ phó bản. Một đống người theo đuôi, sau cùng nhìn thấy ba người quân mạc tiếu chào hỏi những đối tượng khác trong đội xong đều thất vọng. Điền thất, Nguyệt Trung Miên, cả đám đã được học bổ túc, cơ bản đều biết rõ hai tên này thuộc công hội Nguyệt Luân. Còn chưa hết đâu, Bây giờ các công hội lớn đều phái ớt nhỏ đi nằm vùng, ào ào chạy tới Nguyệt Luân xin gia nhập. Nguyệt Luân bỗng nhiên lớn mạnh trong một đêm, người thêm vào toàn những nhân vật có cấp bậc không tính thấp. Hội những kẻ nằm vùng tề tụ tại công hội Nguyệt Luân, nhằm mục đích làm rõ ý đồ của quân Mạc Tiếu. Mà bên ngoài khe nhất tuyến, lại là người mà mỗi một công hội phái làm stalker theo đuôi. Vì vị cao thủ này, các công hội lớn thật sự vội trước vội sau, vất vả vô cùng. Bấy giờ, phát hiện ba người quân mạc tiếu chỉ tổ đội với Điền Thất và Nguyệt Trung Miên đi phá bản, ai nấy đều hết hứng bắt đầu báo cáo. Sau khi xong, cả lũ nhìn qua nhìn lại, đừng bảo là lập tim cùng nhau phá bản thiệt nha. Thiên Thành thầm nói trong lòng, đám kia lại giải tán trong nháy mắt. C, Thiên Thành khinh thường một cái cũng chuẩn bị rời đi, nhưng lại nhìn thấy bên ngoài phó bản có người đang đánh quái luyện cấp, nhất thời ngứa tay, tật xấu phát tác, xông lên đoạt quái của người ta. Thiên Thành rêu dao đánh con quái vừa cướp được trước mặt người nọ, bỗng nhiên, phát hiện đám người chơi xung quanh chợt bỏ quái đang đánh rồi xông về phía gã. Thiên Thành thấy không ổn, lại kinh ngạc không thôi, từ lúc nào trong game có nhiều hảo hán hang hái làm việc nghĩa như vậy. Đã thế còn bu chung một chỗ nữa. Chương 156: Bao vây. Thiên Thành là người theo đuổi lối chơi cướp quái, trong game có bao nhiêu cuộc PK lại chẳng bắt nguồn từ quái. Cho nên nói về mặt đánh nhau, kinh nghiệm của Thiên Thành vốn không thể coi thường giữa đường gặp chuyện bất bình xông lên. Chuyện quỷ này thiên thành tất nhiên không tin, đối tượng bị cướp cũng không phải một cô em, làm gì có làm anh hùng trượng nghĩa như thế. Một đống người tràn tới bấy giờ, đáp án chỉ có một, tụi nó là đồng bọn. Thú vị, thiên thành đảo mắt bốn phía, xa gần đều có người chạy tới, không đếm được rõ ràng, nhưng ít nhất cũng trên 20. Huyễn Văn không thuộc tính của thiên thành giúp tăng tốc độ di chuyển, bước chân lướt nhanh, vừa nhìn ra một lỗ hổng trong vòng vây liền không do dự chuồn mất. đoang một tiếng, bậc thầy pháo súng công kích từ xa của đối phương chưa thấy đâu mà pháo đã nổ tới nơi. Thiên thành vội tránh, pháo nổ tung gây chấn động lớn hơn dự liệu của thiên thành nhiều lần, đẩy gã bay luôn ra ngoài. Phản ứng của thiên thành không chậm, giữa không trung đã chờ người ổn định lại. Trong vinh quang, đánh ngã cũng thuộc dạng công kích có tính cưỡng chế. Nhưng sóng địa chấn do pháo nổ gây ra lại không mang tính cưỡng chế, dù nhân vật bị mất cân bằng, dựa vào thao tác của người chơi vẫn có khả năng ổn định lại. Nhưng nếu thao tác không kịp, trường hợp bị ngã cũng có thể xảy ra. Mà hiệu quả cưỡng chế do đánh ngã, có thao tác tài đến mấy cũng không thể thoát được, chỉ có thể sử dụng thao tác như chịu thân hóa giải. Một pháo này làm thiên thành mất trước cơ hội, nguyên đám bên kia vọt lên lấp đầy lỗ hồng, các nghề nghiệp phân bổ hợp lý vị trí, những nghề đánh gần đã bắt đầu xông vào chỗ thiên thành. Thôi xác định, thiên thành tuyệt vọng, biết lần này mình tạch cái chắc. Dù vậy vẫn không muốn đứng yên chịu chết, hét lớn một tiếng, thiên thành vung chiến mâu sông lên, ý đồ kéo theo mấy mạng lót đường cho mình. Suy nghĩ tuy vĩ đại, nhưng rốt cuộc cũng không thể thực hiện được, đội hình phe địch vẫn còn nguyên mà Thiên Thành đã bị đập tơi tả. Lũ này là ai? Thiên Thành sống lại ở thành không tích, vừa nghĩ vừa PM mấy cái tên cho hệ châu, muốn giúp đỡ điều tra. Đây là mấy tên trong lúc PK Thiên Thành đã cố nhớ. Gã chết quá lẹ, trong thời gian ngắn cũng không nhớ được mấy người. Hả, nhiều người vậy, hệ châu hỏi, đừng quan tâm, ông điều tra dùng tôi. Thiên Thành nói, ông lại gây chuyện hả? Hệ Châu hỏi, Thiên Thành im lặng, trong công hội, sự tồn tại của gã là một trường hợp đặc biệt, sở hữu một sở thích khác liệt đáng bị mọi công hội lớn tránh xa. Dù vậy Lam Khê các đánh giá cao kỹ thuật nên vẫn giếm Thiên Thành trong công hội. Phần Thiên Thành, có chân trong công hội, việc kiếm trang bị của gã nhẹ nhàng hơn, như bây giờ, Thiên Thành đã có một bộ xích nguyệt của Pháp Sư Chiến Đấu, xà mâu loan nguyệt cấp 30 màu tím hiếm gặp. Nếu không phải dựa vào Lam Khê Các, làm sao gã có thể dễ dàng tìm được những trang bị này. Công hội chiếu cố thiên thành có thừa, nhưng với hành động ác liệt của tên này nhất quyết không bao che. Thiên thành cũng tự hiểu lấy, lúc đi PK dù trận lớn hay nhỏ, dù sống hay chết đều ẩn tên công hội một mình tác chiến. Lần này gã vẫn đơn thương độc mã, chỉ dùng chút tình báo của công hội thì chết ai. Hồi sinh ở thành không tích xong cần chờ hết trạng thái suy yếu, thiên thành vừa từ từ chạy đến khe núi nhất tuyến vừa đợi hệ châu hồi âm hành vi của cái đám này hình như cũng hơi kỳ dị. Nếu là ra ngoài luyện cấp, tổ một đội 20 người rõ quá nhiều, lại còn tản ra mỗi người một nơi nữa, vậy tổ CMN đội làm gì? Lấy kinh nghiệm cướp quái lâu năm của thiên thành cũng không nhìn ra đám này trung đội, có thể suy ra mức độ phân tán của chúng rộng đến chừng nào, những người này, rốt cuộc có mục đích gì? Trong lúc thiên thành lết đi, trạng thái suy yếu cũng dần dần giảm bớt. Một lần tạch này mất 10% kinh nghiệm, giảm độ bền trang bị, rất ít tiền, đấy đều là mặc định hệ thống. May mà không rơi trang bị, dù sao ở khu bình thường tỷ lệ này cũng không cao lắm. Thiên thành, tạm thời chưa tra được mấy người này, tóm lại không phải người của mấy công hội lớn. Rốt cuộc tin của hệ châu cũng tới, ừm, cũng không ngoài ý muốn. Thế giới to rộng, người chơi nhiều như vậy, làm khê các cũng chẳng phải hệ thống, không có nhiều nguồn tin đến thế. Bận tâm lớn nhất của họ chỉ là những công hội có câu lạc bộ mà mình cạnh tranh kia nếu không thuộc những công hội đó tin tức thu được cũng chẳng có bao nhiêu ông cũng vừa vừa phải phải ở khu mới đừng gây sự lung tung hệ châu không cấm đoán hoàn toàn nếu thiên thành là một người mà ngăn được cấm được cũng không đi đến nông nỗi này hệ châu chỉ nhắc nhở gã không nên rước phiền phước về cho công hội dù có chút vô tình nhưng thiên thành vẫn khá thích thú với địa vị đặc biệt của bản thân lết đến khi trạng thái suy yếu đã hoàn toàn biến mất thiên thành bắt đầu chạy chậm chạy chậm nhanh hơn đi bộ chậm hơn chạy nhanh, nhưng chạy nhanh lại hao sức bền, nên thường người chơi đều chọn chạy chậm. Rất nhanh quay lại khe núi nhất tuyến, thiên thành lại không vội xông vào. Kẻ địch tới hơn 20 thằng, đánh chính diện không phải là cầm chắc cái chết sao. Thiên thành quyết định ngồi đợi cơ hội, đánh du kích từng đứa. Thủ đoạn ti tiện hay âm hiểm cỡ nào cũng chẳng sao, dù sao với một tên thích cướp quái, đạo đức vốn đã nằm sẵn trong sọt rác rồi. Nếu ai đi cũng có thể ẩn như tên công hội thì tuyệt chừng nào a. À thiên thành cảm khái lại chọn một lối vào khe núi nhất tuyến vừa vào đã chậm rãi đi về phía kia trong khe núi rất yên tĩnh thi thoảng có tiếng động cũng là âm thanh soàn soạt khi bọn trùng độc bò qua thiên thành không để ý đến những tiểu quái này chỉ đâm đầu chạy về phía đối phương sau khi đến gần thì bắt đầu giảm tốc độ lại ngó nghiêng quan sát địa hình ngồi xổm xuống nhích đến sau một gò đất im lặng thò đầu ra một hai ba từ góc này nhìn qua trông thấy ba người đang tự đánh quái luyện cấp lúc trước thiên thành không đề phòng nhưng có kinh nghiệm và nhìn kỹ lại ba người thoạt nhìn không liên quan nhưng vị trí rõ ràng có thể dễ dàng liên hệ hỗ trợ nhau nhìn sang góc khác lại trông thấy hai người vẫn kiểu tự do hoạt động khoảng cách lại trong một giới hạn cố định ca này khó thiên thành nhíu mày những người này có thể tùy lúc phối hợp nhau thiên thành không còn cơ hội nào đánh lén nhưng mà vì sao phải đứng như vậy đến cùng là muốn làm gì thiên thành trốn ở phía xa di chuyển nhiều lần Xem hết một lượt vị trí của 20 người, tiện tay lấy một tờ giấy, đem vị trí của họ vẽ vào. Vị trí có chút thay đổi so với lúc nãy đánh nhau với mình, số người tập trung qua đây khá nhiều. Thiên Thành vừa nghĩ vừa khoanh mấy vòng tròn lên giấy, đến khi vẽ xong, nhìn bao quát tất cả thì chợt phát hiện, những vị trí này mơ hồ đều hướng về cửa phó bản. Đám này chuẩn bị phục kích ai sao? Là chờ người đi tới hay ngắm người đi ra? Hề, Thiên Thành đột nhiên nghĩ đến một người một tên hiện đang nổi như cồn ở khu 10. Quân Mạc Tiếu, không lẽ là hắn, Thiên Thành không khỏi nghĩ như vậy, hai chục thằng mai phục rõ ràng chẳng có chút ý tốt nào. Tuy thanh danh quân Mạc Tiếu hiện tại rất lớn, nhưng cũng không giống như đắc tội ai. Dù bỏ qua tất cả chào mời của các công hội lớn, chạy sang giúp Nguyệt Luân, cũng không đến nỗi có công hội ghi hận muốn ra tay diệt trừ chứ. Thiên Thành vừa nghi hoặc, lại PM hệ châu, ông xác định mấy người kia không thuộc công hội lớn nào xác định không nằm trong list thành viên của các công hội lớn. Sao vậy? Tôi nhìn tư thế của chúng, nghi là tụi này đang nhắm vào quân Mạc Tiếu. Thiên Thành nói, rốt cuộc là mấy người nào? Hệ Châu hỏi, ngoài phó bản khe núi nhất tuyến, tụi nó giả vờ mạnh ai nấy luyện cấp, nhưng thực ra đã sẵn thế bao vây người ra hay vào bản. Thiên Thành nói, quân Mạc Tiếu đắc tội ai sao? Hệ Châu nghi ngờ, làm sao tôi biết? Thiên Thành bực bội, chợt nghe bên kia xảy ra động tính, đang núp sau gò đất, thiên thành vội thò đầu ra thử, lại thấy năm người qua bản được dịch chuyển ra, không phải nhóm quân mạc tiếu thì còn ai. Thiên thành còn chưa nghĩ đến việc có nên PM nhắc quân mạc tiếu không, đám người kia đã động. Quả nhiên là tìm hắn, lúc này, thiên thành cuối cùng cũng đếm được số lượng của nhóm này, nếu không nhầm thì tổng cộng là 24 người. 24 người hành động nhanh như cắt, dây trước thiên thành còn thấy cả đám đang chạy, dây sau chỉ thấy đạn của hệ xạ thủ, pháp thuật của hệ pháp sư bay tới tấp, mà mấy nghề công kích gần cũng túa ra từ những chỗ đã thủ sẵn. Nhất là cửa vào phó bản, đã có sáu người vây chặn ngay. Thiên Thành thấy chiến mâu của quân Mạc Tiếu đột nhiên móc nghiêng qua làm một cái thiên kích. Chỉ một kích đã tung bốn người bên phe mình lên không. Thiên Thành chấn động, không hiểu vì sao quân Mạc Tiếu lại tấn công đồng bọn, cũng chẳng biết vì sao một kích đã có thể hất bay bốn mục tiêu. Trong suy nghĩ của Thiên Thành, trong bài hướng dẫn mà gã biết, thiên kích móc nghiêng chỉ có thể sỏ được ba mục tiêu. Thêm một mục tiêu, tốc độ tay nhanh bao nhiêu mới có thể làm được. Âm một tiếng, quân mạc tiếu đánh ra một trường, lại tiếp tục hướng đến bốn đồng đội mình. Bốn người bay ra cùng lúc, thiên thành đột nhiên hiểu được ý định của quân mạc tiếu. Hắn dùng một cách nhanh gọn không ai nghĩ ra đưa bốn người thoát khỏi vòng vây. Trận thế 24 người bày ra này có thể phá giải tất cả lối thoát, nhưng chúng tuyệt không ngờ tới cách này. Thiên Thành đã cầm giấy nghiên cứu vị trí của 24 tên này hồi lâu, gã tin phán đoán của bản thân, quân mạc tiếu lần này tuyệt đối sẽ làm phá sản kế hoạch của bọn họ. Đoàn, thêm một tiếng súng nổ, thiên thành nhìn thấy quân mạc tiếu tiếp một chiêu phi súng, đuổi theo bốn người thoát khỏi vòng vây. Thiên kích, lạc hoa, phi súng, ba thao tác hoàn thành trong khoảnh khắc, còn nhanh hơn thiên thành quay đầu, chờ gã nắm rõ mọi thứ thì năm người quân mạc tiếu đã phá vây thoát ra, chạy tới chỗ gò đất của gã. Mà hai người bốn người, cất công bày trận bao vây, chưa tới một giây đã thất bại, đội hình loạn cào cào đuổi theo năm người chương 157, chạy thăm dò. Qua bên chỗ gò đất kia thiên thành tựa hồ nghe thấy quân mạc tiếu hô một tiếng như vậy, đang muốn xem bọn họ chuẩn bị chạy tới gò đất nào, chờ thấy trong bốn người đối phương đã có ba người chạy tới trước mặt gã. Vì sao chỉ có ba người? Bởi vì Diệp tu dùng lạc hoa trưởng đẩy bọn họ bay ra, rơi xuống đất phải dùng thao tác chịu thân mới không ngã xuống. Thao tác của đường nhu và bánh bao xâm lấn rất thành thạo, điền thất và nguyệt trung miên lại không chắc tay lắm, cuối cùng điền thất thất bại, ngã sấp, đương nhiên đứng lên chậm hơn ba người kia một chút. Ý nơi này có người, hình như đang đi ba người chạy tới nơi thì thấy thiên thành đang vô cùng đáng khinh ngồi trồm hổm sau gò đất, bánh bao xâm lấn lập tức gào lên. Đù má thiên thành rất có ý kiến với cách miêu tả này, mình là đang mai phục, sao lại thành đi ị rồi, nhưng chuyện tàn khốc hơn còn đang chờ gã ở phía sau, gã nghe thấy ở bên kia quân mạc tiếu không chút do dự bảo, giết nó. Đù má mày đù má mày thiên thành chửi bậy, đồng thời lăn người ngay ra sau, một đường nhọn ánh đỏ lóe qua trước mắt gã. Đối phương ra tay nhanh lại vô cùng tàn nhẫn, rõ ràng chính là nữ pháp sư chiến đấu kia, chiến mâu đỏ thấm, thiên thành liếc mắt một cái đã nhận ra đó là vũ khí tím xích nguyệt cấp 30, suýt nữa thì bị xiên lên. Một mâu không trúng, Hàn Yên Nhu cất bước đuổi đánh, dẫu sao thiên thành cũng có tài thật sự, xoay người nhảy lên tại chỗ rồi trả đòn bằng thiên kích. Hàn Yên Nhu nghiêng người né tránh, sau đó thành thạo ra một loạt chiêu phối hợp, bánh bao xâm lấn thừa lúc chẳng ai hay biết đã lẻn tới sau lưng thiên thành cho một cục gạch lúc này quân mạc tiếu thoát thân chậm hơn rốt cuộc đã đến nơi liếc mắt nhìn thiên thành liền nhận ra ai đi của gã vội gọi bánh bao xâm lấn lại đợi chút không phải người của đám kia ông biết chúng là ai thiên thành vừa nghe thấy lời này liền biết quân mạc tiếu nắm được lai lịch đối phương vội vàng hóng hớt biết sơ diệp tu nói là ai thiên thành hỏi đừng nhiều chuyện nữa chạy trước đã được không quân mạc tiếu dẫn đầu chạy trốn bốn người kia bám sát phía sau, thiên thành đành đuổi theo. Trong 24 người đuổi phía sau, nhóm hệ xạ thủ không ngừng bắn từ xa, thiên thành chạy uốn éo theo hình chữ S để đối phương không thể bắn chúng, nhanh như bay đuổi theo 5 người, lại nghe thấy quân mạc tiếu thế nhưng đang giảng bài cho bốn người kia. Phương thức di chuyển có 3 loại, đi bộ, chạy chậm, chạy nhanh, tốc độ chạy nhanh nhanh nhất, sẽ tiêu hao độ bền, đi bộ chậm nhất nhưng có thể khôi phục độ bền trong thời gian ngắn, chạy chậm thì trung bình, độ bền không hao cũng không khôi phục. Nếu dùng ngay chạy nhanh, đương nhiên có thể kéo khoảng cách lớn nhất trong tích tắc, nhưng dùng hết độ bền lại chuyển sang dùng chạy chậm, gặp được đối thủ có kinh nghiệm phong phú, nhất định không thể trốn thoát đến cuối cùng. Nhìn đi, tựa như tên thiên thành kia, hiện tại gã dùng chạy nhanh vượt qua chúng ta, nhưng đây chỉ là tạm thời, mọi người theo tiết tấu của anh mà chú ý sự biến hóa của ba cách di chuyển, sau một phút rưỡi nữa gã sẽ bị chúng ta cho hít khói. Ngóa mày, thiên thành bị lấy ra làm bài học phản ánh sự tiêu cực nên buồn bực dừng bước đang chuẩn bị nói hai câu, năm người kia đã bịch bịch lướt qua người gã, tên bánh bao xâm lấn kia thế nhưng còn hỏi tên này đột nhiên dừng lại, đó là thao tác gì? Thao tác muốn làm vật hy sinh, quân mạc Tiếu đáp, ầm, một viên đạn pháo đúng lúc nổ trúng thiên thành, làm gã nhất thời bị ngã nhào, may mà kịp thời thao tác chịu thân nên không đến mức cạp đất không dậy nổi. Sau khi lăn người đứng dậy vội chạy như điên, rất nhanh vượt qua năm người, gã đuổi theo nữa kia, bánh bao xâm lấn nói, cách này còn kém hơn không kéo được khoảng cách lại còn bị rớt lại phía sau chịu công kích diệp tu nói thiên thành tức đến hộp máu nhưng nhìn kỹ năm người dưới sự nhắc nhở của quân mạc tiếu năm người liên tục thay đổi ba phương thức di chuyển không có tiết tấu cố định thậm chí có lúc chỉ di chuyển hai ba bước thiên thành không tự chủ được cũng bắt trước năm người kết quả bánh bao xâm lấn lắm miệng kia lại nói tiếp hình như gã bắt trước chúng ta trễ rồi độ bền của gã không giống chúng ta chắc chắn dùng hết độ bền trước chúng ta cuối cùng vẫn là vật hy sinh thôi Diệp Tu nói, sức bền bỉ quá kém là không được đâu. Bánh bao xâm lấn đồng tình nói, thiên thành cắn răng, gã không có thói quen xin người khác giúp đỡ. Lúc này đây tuy bắt trước cách di chuyển của năm người quân Mạc Tiếu, nhưng gã vẫn nghĩ đây là tự lực cánh sinh. Vậy mà quân Mạc Tiếu lại nói gã thiếu sức bền trước. Thiên thành nhìn độ bền của mình, quả thực không còn lại bao nhiêu, mà 24 người ở phía sau tuy chưa đến mức chỉ vài bước sẽ vượt qua, nhưng rõ ràng khoảng cách đã được rút ngắn ê này thật sự có thể chạy trốn sao thiên thành hỏi khoảng cách đang rút ngắn phải không tạm thời thôi diệp tu trả lời gã quả nhiên đối phương dùng chạy nhanh để đuổi theo cũng không đuổi kịp cả đám độ bền hết rồi chỉ có thể dùng chạy chậm bám đuôi khoảng cách hai bên bắt đầu giãn ra kéo dài khoảng cách thiệt kia bánh bao xâm lấn vui vẻ nói kéo ra rồi phải không thế tụi mình không cần chạy nữa diệp tu cười nói vì sao bởi vì qua thí nghiệm này có thể biết được trình độ đối phương có hạt chúng ta có thể thử chiến đấu chút xem. Diệp Tu nói, chúng ta chỉ có 5 người. Điền thất nhắc nhở, 6 người chứ, Thiên Thành cũng là người mà Diệp Tu nói. Đây chính là Internet, ở trên Internet, anh không biết cái thằng bên kia rốt cuộc là người hay cờ hó. Bánh bao sâm lấn nói vô cùng nghiêm túc, gã nói tiếng người, Diệp Tu bó tay bảo, Thiên Thành buồn bực lắm, nhưng lúc này quân Mạc Tiếu đã dừng bước, xoay người lại. Nhìn đi, trong 24 người họ, người có trình độ chỉ có một mà thôi, chính là pháp sư chiến đấu kia. Diệp Tu nói xong, không điều khiển quân Mạc Tiếu lùi lại mà còn nginh đón, cao giọng nói, Trần Dạ Huy, có phải cậu không? Hai người bốn người cũng dừng bước, một trận im lặng bao phủ cả thung lũng. Trần Dạ Huy bị gọi tên cũng rất buồn bực, ngay từ đầu, kế hoạch của hắn đã không thuận lợi. Lưu Hạo muốn chú ý thành tích của chiến đội, không thể lại phân tâm dây dưa với Diệp Thu trong trò chơi nữa, vì thế giao nhiệm vụ này cho hắn, bảo hắn cản trở sự phát triển của Diệp Tu. Nhưng đối đầu với Diệp Thu, hắn có năng lực và thủ đoạn gì chứ? Cạnh tranh phó bản không có tuyển thủ chuyên nghiệp tương trợ nên hắn cũng thôi nghĩ nữa, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc nghĩ đến ưu thế lớn nhất bên này của mình, nhiều người. Gia thế lúc này do đích thân hội trưởng cả công hội như hắn tự mình dẫn đội đến khai hoang khu mới, tham vọng không nhỏ, so với những công hội khác, bọn họ bỏ vốn ở khu 10 nhiều nhất. Gia vương triều vốn định cạnh tranh với các công hội lớn ở khu 10, khôi phục oai phong ngày xưa. Ai ngờ quân Mạc Tiếu lại xuất hiện đảo loạn cả khu 10. Trước mắt việc cạnh tranh của các công hội lớn dường như chỉ có một, là xem ai có được sự giúp đỡ của quân Mạc Tiếu. Trần Dạ Huy khổ cực muốn chết, hắn đã biết được quân Mạc Tiếu là ai, cũng không dám hy vọng xa với tên này sẽ đến giúp đỡ ra thế. Hắn được xem là một thành viên chính thức của câu lạc bộ, nguyên nhân Diệp Thu giải nghệ biết không ít. Hiện tại Diệp Thu không cố ý đến gây phiền với Gia Vương Triều cũng xem như khách sáo lắm rồi. Trần Dạ Huy không thể nào lôi kéo quân Mạc Tiếu, hắn vẫn luôn lo nghĩ việc chuẩn bị đối phó quân Mạc Tiếu. Tài khoản không chưa dùng lúc đầu của hắn đã không còn mấy cái, vì thế lại tập trung luyện thêm một đám như vậy. Khó khăn lắm mới lên đến giai đoạn cấp 30 cùng với quân Mạc Tiếu, Trần Dạ Huy lập tức không chút do so dự mà ra tay ngay. Hắn muốn thừa lúc này mà tấn công Diệp Thu, lỡ mà tên này thật sự tìm được công hội để nương tựa, vậy ưu thế người đông thế mạnh của hắn sẽ trở nên vô dụng ngay. Tiếc thay, chuẩn bị bố trí kỹ càng, hắn cho rằng kế hoạch này không chê vào đâu được, nhưng đủ loại phương án ứng biến mà hắn nghĩ đến lại chẳng dùng được gì cả. Cách quân Mạc Tiếu dứt khoát thoát khỏi đội rồi chủ động công kích nhằm đẩy bốn người kia ra khỏi vòng vây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Kế hoạch Trần Dạ Huy chuẩn bị hồi lâu trải qua một giây đã tuyên bố phá sản. Trần Dạ Huy không cam lòng, vòng vây bị phá, ưu thế số lượng người của họ vẫn còn, đương nhiên phải đuổi theo. Kết quả chạy suốt đường lại chợt thấy đám người đang thoát thân kia đột nhiên đứng lại, không chút sợ hãi đứng trước mặt họ trần dạ huy di chuyển kém qua đấy lúc này diệp tu lại nói tiếp anh biết hết thực lực của mấy người rồi trần dạ huy ngẩn ra thế mới biết tên này dụ họ đuổi theo chỉ để thử thôi nắm rõ tiết tấu cách di chuyển chính là nội dung cao cấp của các tuyển thủ chuyên nghiệp người chơi bình thường rất ít người có thể làm được diệp tu vừa thăm dò một lần lập tức biết ngay không hề có tuyển thủ chuyên nghiệp nào như bọn lưu hạo trong đội đối thủ nếu chỉ là nhiều người thì chẳng đáng sợ lắm ông muốn làm gì thế lúc này thiên thành lại hỏi diệt cả đoàn bọn họ. Diệp Tu bình tĩnh nói, ông điên hả, muốn tham dự không? Diệp Tu hỏi, ông, nói thật, bằng không làm sao chúng ta không chạy nữa? Diệp Tu nói, chúng ta chỉ có 6 người, nhân số không phải mấu chốt, cuộc chiến đoàn đội, phối hợp mới là quan trọng nhất. Diệp Tu nói, được để tôi xem ông có năng lực gì, thiên thành sách mâu dũng cảm đi lên, chuẩn bị lên, Diệp Tu hét lên, được, vâng, lên thiên thành la to, kết quả bánh bao xâm lấn và hàn yên nhu lao ra từ phía sau kẻ trái phải quân mặc tiếu ba người tiến lên giết chả ma nào tìm gã phối hợp gì kỳ vậy khi thiên thành đang ngu ngơ điền thất cùng nguyệt trung nguyên cũng đã đi tới yên tâm đứng chơi đi người anh em điền thất nói chỉ trong vòng một câu nói trước mặt đã chiến đấu dữ dội quân mặc tiếu hàn yên nhu bánh bao xâm lấn ba nhân vật đưa lưng vào nhau thành hình tam giác trực tiếp xâm nhập vào vòng vây của đối phương ninh địch từ nhiều phía, trông cứ như bị người bao phủ. Nhưng qua một lát sau ngã xuống trước giữa màn mưa máu ấy, không phải ba người họ mà là phe đối thủ. Đông người quả thực là ưu thế, nhưng ít ra phải đạt đủ số lượng đá. Diệp Tu dứt lời, quân mạc tiếu đột nhiên lao khỏi tam giác ba người, phi thân lên chém một chiêu vỡ núi kích về phía đám người do Trần Giả Huy mặc sức điều động đến đang chuẩn bị tơ công mạnh sang đây. Ý tưởng của Trần Giả Huy cũng khá đơn giản, sống chết mặc bay, có thể tiêu diệt được quân Mạc Tiếu coi như là thắng lớn rồi. chương 158, quả nhiên am hiểu đoạt quái. Ý đồ của Trần Giả Huy đã rõ, nhưng công kích của Diệp Tu lại càng rõ hơn, hoàn toàn nắm được dự định của Trần Dạ Huy. Một chiêu vỡ núi kích tấn công ngay vào chính giữa vòng vây của đối phương. Sóng sung kích khuếch tán ra, phản ứng chậm hơn liền tránh không được, chưa kịp giàn trận cũng đã bị một kích này đánh cho ngã trái ngã phải rồi. Thiên kích, lạc hoa, vũ khí trong tay quân Mạc Tiếu khép lại rũi ra, sử dụng hai kỹ năng của pháp sư chiến đấu ở hình thái chiến mâu xoay người trưởng bay bốn người tiếp đấy nhấc chân đá lên một người ô thiên cơ rụt về thành hình thái súng đạn bắn ra máu người nọ phun như vũ báo diệp tu đang sử dụng phương thức bắn thẳng của bbq loại tấn công này cần thao tác phải nhanh mục tiêu vừa lơ lửng phải rút súng bắn ngay nguyên lý giống như ma đạo học giả cưỡi trổi bay thấp người chơi nọ bị bay ngược ra ngoài rồi va liên tục mấy người không bay quá xa lại làm ngã đến ba người Trận hình dưới sự chỉ huy của Trần Giả Huy bị ba lần công kích của Diệp Du đánh cho rối tung lên. Hai người Đường Nhu và Bánh Bao Sâm lấn cũng chia nhau mà đánh, một trái một phải, công kích rất nhanh không gì sánh được, chỉ một hồi, tuy không chết bao nhiêu mạng nhưng chẳng còn mấy ai đứng vững. Đất cát vàng cuốn qua, 24 tên tay chân do Trần Giả Huy chỉ huy, chết một, ngã 13, còn góc nhìn của 10 kẻ còn lại thì loạn đến mức không phân biệt rõ Đông Tây Nam Bắc. Ba người quân Mạc Tiếu vẫn đứng vững, mỗi người tay cầm vũ khí dũng mãnh đứng giữa vòng vây, khí thế áp đảo có một không hai. Thiên thành ngây người, triệt để ngây người, hóa ra sáu người là dư sức rồi ư, chỉ cần ba người này cũng đã chặn được thế tiến công của hai mươi bốn người. Thiên thành từng có kinh nghiệm chiến đấu với đối phương, tuy rằng gã chết rất nhanh, nhưng điều đấy chứng tỏ thực lực và khả năng phối hợp của đối phương không hề kém, nhưng tại sao vừa đụng tới ba người này lại trở nên mỏng manh như tờ giấy thế. Ngay cả một phút đồng hồ cũng chưa tới, thế bao vây đã biến mất, từng người nhào tới xoay lòng vòng tìm hướng đánh tìm được rồi lại không dám đánh ngầu vãi trưởng thiên thành hâm mộ rồi gã luôn luôn độc lai like độc vãng, hình ảnh gã ngạo nghễ đứng thẳng giữa đội hình sụp đổ của phe địch chính là thứ gã hàng mơ tưởng mà hiện tại mơ tưởng trở thành hiện thực tuy đối phương chỉ có ba người nhưng đây đích thật là cảnh giới mà gã một mực hướng tới giờ khắc này nhân vật của đối phương rõ ràng đang cử động nhưng thiên thành lại cảm thấy thời gian như dừng lại bởi vì với gã những tên kia chỉ làm nền, không đáng kể, trong mắt gã chỉ có ba bóng dáng ngay giữa vòng vây. Hệ xạ thủ nổ súng đi, ma đạo làm rối tầm mắt của họ, kiếm khách làm gì vậy, bảo vệ tốt vị trí của cậu đấy. Triệu hồi sư kia ngốc à, vào vị trí tốt mới triệu hồi thú chứ, mẹ nó. Lại bị cắt đứt, cậu đi chết luôn đi, Trần Giả Huy khàn cả giọng hò hét, thế nhưng chẳng giúp được gì, hoàn toàn vô ích. Đạn và đạn pháo của hệ xạ thủ bay tán loạn, nhưng cuối cùng lại giống như nhạc nền cho trận đấu, giúp khơi dậy không khí cho mọi người, không gây được hạn chế gì, tiết tấu di chuyển của đối phương luôn nhanh hơn tiết tấu bắn. Ma đạo muốn dùng tốc độ bay siêu tốc làm rối loạn ánh mắt của đối phương. Vừa lọt vào tầm mắt của đối phương đã bị người ta đập như đập ruồi, đập xuống đất rồi liền bị đánh đập một trận. Kiếm khách bảo vệ vị trí, kiếm khách hiện rất bối rối, vị trí của bản thân rốt cuộc đang nơi nào. Sao bất giác lại giống như người ngoài cuộc, cách cuộc chiến càng ngày càng xa vậy còn phần triệu hồi sư người ta cũng khá khổ cực triệu hồi sư cần triệu hồi thú cưng đến giúp mình chiến đấu tất cả đều là kỹ năng phóng thích đã đánh lâu như vậy lúc mới bắt đầu còn kêu gọi thú cưng oanh liệt được một lần sau đấy không thể bổ sung được em nào nữa bất luận chạy đến góc nào vừa đang đọc phép phóng chiêu sẽ bị một viên đạn thình lình bay từ đâu đến cắt ngang kỹ năng ngay triệu hồi sư đáng thương lúc này chỉ có một cảm giác viên đạn này mới là thú triệu hồi trung thành nhất của mình chỉ cần mình muốn triệu hồi, ẻm lập tức sẽ nhào đến hôn hít ngay. Thiên Thành đứng bên nhìn mà nhiệt huyết sôi trào, hét to với Điền Thất và Nguyệt Trung Nguyên, chúng ta cũng lên đi. Lên đó để làm gì? Điền Thất hỏi, chiến, Thiên Thành nói, thôi đừng làm vướng tay vướng chân chứ. Điền Thất nói, cái gì mà vướng hả? Nguyệt Trung Nguyên lúc này cũng đột nhiên bùng nổ, tuy gần đây thường đi cùng quân Mạc Tiếu, nhưng cơn giận dữ ban đầu của gã vẫn chưa tan hết đâu. Quân Mạc Tiếu đến giờ còn chẳng thèm thêm bạn gã. Lên, Nguyệt Trung Nguyên rút kiếm vào tới, Thiên Thành cũng không chút do so dự vung mâu sông lên. Đối phương đang bị ba người quân mạc tiếu đánh đến lệ rơi đầy mặt, đột nhiên lại thấy có người gia nhập, đang hoang mang, nhưng đánh mấy cái lập tức có người vui mừng bảo ý hai thằng này dễ đối phó hơn nè. Thế hả thế hả, mọi người vui mừng, không ít người vội vã sông về phía hai người, ba người quân mạc tiếu vô tình bị cả bọn lãng quên. Lúc này Trần Giả Huy, Thiên Thành, Nguyệt Trung Nguyên trở thành người một nhà, đều tức gần chết. Người một nhà đương nhiên sẽ cảm giác được áp lực giống nhau, Trần Giả Huy trong nháy mắt bị ba người Diệp Tu để ý, Thiên Thành và Nguyệt Trung Nguyên lại biến thành con mồi dễ ăn hiếp trong đám quần chúng. Phản ứng của hai bên đều nhất trí, đánh không lại thì đánh bài chuồn. Trần Giả Huy rẽ trái, Thiên Thành và Nguyệt Trung Nguyên rẽ phải, u chạy thoát. Điền thất vội vã đứng bên cạnh, chỉ hy vọng mọi người coi mình như phông nền. Ế, ở đây còn một tên, kết quả lại chẳng như nguyện, thời điểm đối phương đuổi đến cũng tính luôn điền thất vào điên thất rơi lệ đầy mặt không thể làm gì khác ngoài việc chạy trốn theo nguyệt trung Nguyên. trận đấu đang nghiêm túc thoáng chốc trở thành vở hài kịch diệp tu cũng không nói gì nhìn thiên thành đang chạy điên cuồng mà thở dài tên này quả nhiên am hiểu đoạt quái a à. cũng may người không kiên trinh không chiếm toàn bộ vẫn còn một bộ phận tiếp tục dây dưa với đám diệp tu chỉ tiếc thế lực của họ bấy giờ trông khá đơn bạc không cách nào chống lại ba người diệp tu trần dạ huy chạy đi rồi mới nhìn thấy ba người kia không đuổi theo lại vội vã lớn tiếng chỉ huy hơn nửa quân đã mất đi lập trường chỉ huy của hắn có cũng như không ngã xuống ngã xuống người người ngã xuống không ngừng âm thanh chém giết trong khe núi ngày càng giảm dần mỗi một kẻ ngã xuống tiếng động sẽ giảm bớt một phần không được rồi đường nhu nói nhỏ này không được nữa ư đối phương nghe thế liền vui mừng là hết máu hay hết mana đây sao thế diệp tu hỏi quá yếu đường nhu nói mọi người rơi lệ đầy mặt thì ra bảo bọn họ không được cho dù yếu chúng ta cũng phải nghiêm túc đây là tôn trọng đối thủ bánh bao xâm lấn nói một viên gạch đập vào mặt đối phương trực tiếp đập chết bánh bao nói rất hay diệp tu nói phải đó bánh bao xâm lấn đắc ý rào rạt tiếp tục nơi nơi khi dễ người khác ba người thiên thành lúc này đang bị ăn hiếp bị kẻ địch đuổi đến chạy chối chết sau cùng vẫn không chết khiến đối phương xấu hổ vô cùng lão đại trần giá huy của họ liên tục rít gào ở phía sau cứ vở không nghe thấy mãi cũng kỳ. Nhưng chờ tới khi bọn họ định trở lại, mới phát hiện mình không cần phiền lòng thế nữa rồi. Chiến hữu thân thiết của họ đã bị ba người quân mạc tiếu xử lý gần hết, cả ba đã chủ động tìm đến họ gây phiền. Ba người thiên thành vừa nhìn, cũng chơi trò quay lại phản công, cáo mượn oai hùm bên cạnh ba người quân mạc tiếu. Nửa nhóm người thật sự chống đỡ không được nữa, chết thì chết, trốn thì trốn. Người cầm đầu trần giả dạ huy này ngay cả đám thiên thành cũng biết hắn ta trước đó thiên thành bị bọn họ cho tạch một lần ôm thù riêng muốn trả sống chết đuổi theo không tha trần giả huy cũng không quay đầu lại chỉ lo chạy hai đứa cùng nghề tốc độ di động không khác nhau mấy nhưng trần giả huy đương nhiên khá thành thạo trong việc thao tác di động dần kéo dài khoảng cách thiên thành lập tức nghĩ tới cách chuyển đổi các loại di chuyển mà quân mạc kiếu đã làm khi dẫn họ theo vội vã hỏi nên chạy thế nào không có tiếng trả lời thiên thành nhìn phải nhìn trái chẳng có ai cả thế mà chỉ mỗi gã đuổi theo Thiên Thành lập tức ngừng bước, ừm, dù sao cũng đuổi không kịp. Thiên Thành nói xong, vội vã quay đầu chạy về, nhưng vẫn không tìm được bóng dáng của đám quân Mạc Tiếu trong khe núi. Cuộc chiến vừa rồi tựa như chưa từng xảy ra, khe núi đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Đâu hết rồi, đuổi theo giết rồi sao? Thiên Thành lầm bầm, gã không thêm bạn tốt với đối phương, cũng không có cách nào để hỏi, tìm kiếm nửa tiếng trong khe cũng không thấy ai. Rốt cuộc quay về điểm bắt đầu, đột nhiên thấy cổng truyền tống của phó bản chợt lóe lên, năm người được đưa ra, thiên thành thoáng nhìn năm cái ai đi, ói máu. Rõ ràng là năm người quân mặc tiếu, cả đám này thế nhưng vừa đấu xong đã tỉnh bơ đi phó bản, ngay cả bắt chuyện cũng không làm. Vậy mà mình còn ở lại đánh rồi tìm kiếm khắp nơi, kết quả đám cầm thú ấy đánh được một lần phó bản luôn. Ê, thiên thành vừa la lên, định đi tới thì chợt thấy năm người lại một lần vào phó bản. Móa móa móa, thiên thành rơi lệ đầy mặt, đi, thiên thành quay đầu rời khỏi khe núi nhất tuyến. So với thiên thành, người buồn bực hơn cả tất nhiên là Trần Giả Huy rồi. Âm thầm để ý quân Mạc Tiếu từ lâu, cẩn thận bày trận mai phục, kết quả ngay cả một phần thắng cũng chưa từng thấy. Từ lúc vừa bắt đầu đã bị đối phương rắt mũi hoàn toàn, giờ mình còn đang chạy mất dép. Tại vùng đồng bằng bên ngoài khe núi nhất tuyến, Trần Giả Huy xem xét một hồi không thấy đồng bọn đâu. Gửi tin tức cho tất cả, 24 người, tính thêm hắn thì người sống sót chỉ có 6. Những người khác toàn bộ tử trận, kinh nghiệm, tiền, độ bền, thậm chí trang bị. Chút tổn thất này Trần Giả Huy có thể chịu được, nhưng cơn bực tức trong lòng vẫn thật khó chịu. Giống y như một học sinh đã ôn bài kỹ càng để chuẩn bị đi thi, thuộc lầu bốn phép tính tổng hợp, hớn hở đến trường thi, kết quả nhìn đề. Mẹ nó, đề ra vi phân và tích phân của trung học phổ thông, tranh lệch kiểu này lớn quá rồi. Trần Giả Huy lúc này ngoài cảm giác buồn bực còn xen lẫn sự bất lực. Tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ dựa vào trình độ chiến đấu này mà đọ với người ta quả thực quá hoang tưởng. Chương 159, người khách phủ Lông, Hoàn thành ba lần phó bản khe núi nhất tuyến xong, đi ra đã gần 4 giờ sáng. Diệp Tu rối eo, đứng dậy giãn gân cốt, lập tức nhìn thấy Đường Nhu cũng đứng dậy rót thêm nước, bưng ly trà của mình rồi tiện đường ghé lại quầy trước. Những người đó không đến nữa đâu nhỉ? Đường Nhu vừa uống trà vừa hỏi, ai biết được Diệp Tu nói, anh rốt cuộc gây thù gì với họ thế? Đường Nhu hỏi, lúc trong game, ai nấy đều thắc mắc những người này là ai. Diệp Tu vừa nói đại mấy câu đã cho qua chuyện. Bánh bao xâm lấn thì dễ lừa, Điền Thất và Nguyệt Trung Miên lại luôn ôm lòng ngưỡng mộ với Diệp Tu, tận trong đáy lòng vẫn cảm thấy đôi bên không cùng đẳng cấp, nên giấu tò mò cũng không cố gặng hỏi. Chỉ có đường nhu khá thân với Diệp Tu, nghe Diệp Tu nói vài câu, lập tức biết ngay là những người tới tiệm nét quấy rối lần trước. Chuyện này ấy hả, nói thế nào đây, có lẽ không muốn anh xuất hiện trước mặt họ nữa chăng Diệp Tu nói. Anh làm gì có lỗi với họ à? Đường Nhu hỏi, trước đây anh cũng không muốn họ xuất hiện trước mặt mình diệp tu nói đường nhu ngạc nhiên tuy quen biết diệp tu chưa bao lâu nhưng người này khá qua loa trong mắt cô cô rất khó tưởng được một người thế này cũng sẽ nhắm vào ai đó em có thể hỏi tại sao không đường nhu nói vì họ không đủ chuẩn diệp tu nói không đủ chuẩn cái tên mà tụi mình gặp đêm nay nói theo một mức độ nào đó thì anh chính là người chặt đứt con đường tuyển thủ chuyên nghiệp của người ta diệp tu nói vì sao không phải nói rồi ư, bởi vì cậu ta không đủ chuẩn. Diệp Tu nói, à, đường nhu hiểu được, vậy anh không sai. Đương nhiên, Diệp Tu cười, anh cũng đã rời khỏi rồi, họ lại vẫn lo ngại chuyện anh trở về, từ đó suy ra, anh bị buộc rời đi nhỉ. Đường nhu nói, ồ, thông minh lắm Diệp Tu kinh ngạc, xem ra anh vẫn chưa xử lý triệt để, còn chưa cho họ một cơ hội có thể cắn ngược mình, nếu không sao bây giờ anh lại bị họ đuổi theo chèn ép chứ. Đường Nhu nói, đúng thế tại anh lười quá, đành chịu khó chút thôi. Diệp Tu nói, hay vì anh chưa từng muốn xử lý triệt để. Đường Nhu dứt lời, không đợi Diệp Tu đáp đã giơ tay phải lắc hai cái, mai cốt chi địa, còn bốn lần vừa nói quay về chỗ ngồi của mình. Một đêm cứ thế trôi qua, sau khi trời sáng thì ăn sáng, thảo luận, chỉ dậy. Rồi Trần Quả thức dậy, nhìn thấy hai đứa chơi game như làm việc kia, vừa ăn buổi sáng do hai đứa nọ mua về, vừa lắc đầu khinh bỉ, đây đã thành chuyện diễn ra thường ngay ở tiệm nét hưng hân ăn sáng xong, cả hai lập tức nghỉ ngơi. Đường nhu vốn chuyển đổi giữa ca sáng và ca chiều, nhưng bởi vì thâu đêm mỗi ngày, nếu làm ca sáng lại phải kiên trì cả ca rồi mới được đi nghỉ ngơi. Sau vài lần Trần Quả nhìn thấy cô nàng mang vẻ mặt mệt mỏi gục bên trong quầy, thật sự không đành lòng, thế là cho cô nàng chuyển hẳn sang ca chiều. Thức đêm thì cứ thức đêm, miễn là có một quy luật làm việc và nghỉ ngơi ổn định. Một ngày lại qua, 11 giờ, tiệm nét kết thúc một ngày làm việc bận rộn, hai người kia lại bắt đầu tỉnh táo bận chuyện của mình. Thật ra thời gian chơi game của Diệp Tu dài hơn đường nhu một chút. Dù sao thời gian đi làm của hắn dành chọn cho game, còn lúc đường nhu đi làm thì quầy trước lại không được thanh nhàn, hiệu suất cầy cấp không hề cao, phần lớn thời gian đều ngồi xem video clip và đọc hướng dẫn mà Diệp Tu bảo, nhưng vẫn thường xuyên bị cắt ngang. Gần dạng sáng không giờ, đội ngũ tập hợp, chuẩn bị phá kỷ lục vùng đất lưu lạc lại. Hội trưởng phong hoa của công hội Nguyệt Luân tràn đầy tự tin đi tới, tự thuật rằng mình đã huấn luyện chăm chỉ cả ngày ra sao, cuối cùng chiếm được sự thừa nhận của bánh bao tiền bối. Nhưng vào lúc tiếng chuông không giờ vang lên, Tô Mộc Tranh vẫn chưa lên mạng. Mộc Mộc đâu, đường nhu hỏi Diệp Tu, chơi chung nhiều ngày, mối quan hệ của mọi người dần trở nên thân thiết, xưng hô giữa các bạn nữ bao giờ cũng thân mật hơn, kẻ kêu Mộc Mộc, người gọi nhu nhu, chẳng quan tâm mấy thằng khác có thấy buồn ói hay không. Không biết nữa Diệp Tu cũng khá thắc mắc, Tô Mộc Tranh không đến, chắc chắn sẽ nhắn tin lại cho hắn, nhưng trên trò chơi hay kiêu kiêu cũng không thấy cô nàng nhắn gì. Điện thoại di động thì, Diệp Tu không có, hắn không cần điện thoại, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Diệp Tu nói thầm, cầm lấy điện thoại bên cạnh máy vi tính chuẩn bị gọi hỏi thử, đột nhiên có người chợt gõ lên quầy, khách đến. Lên mạng, tiến người tới nghe khá mơ hồ, Diệp Tu ngẩng đầu nhìn xem, người này đỉnh thiệt, hôm nay lạnh có lạnh lắm đâu, người nọ lại mặc một chiếc áo khoác lông mềm, đội chiếc mũ lông, quàng chiếc khăn choàng cổ lông che kín khuôn mặt, chỉ lộ mỗi đôi mắt đang xoay tròn, cả người bao phủ toàn lông. Diệp Tu thở dài, buông điện thoại xuống, em thắng rồi, đến anh cũng không nhận ra em. Thật à, người nào kéo khăn tràng xuống, xem ra vũ trang toàn thân xong chính cô cũng bị ngộp, em cũng thấy làm vậy sẽ không ai nhận ra. Thế em không cảm thấy mình ăn mặc thế này sẽ bị người ta vây xem sao. Diệp Tu nói, giờ có ai đâu, tô mộc tranh quay đầu đánh giá quanh tiệm nét, khách thừa thớt, việc kinh doanh vào buổi tối đương nhiên không thể như ban ngày hay trạng vàng không ở yên trong nhà đợi đêm hôm khuya khoát còn chạy tới đây chán quá đến tìm anh chơi tô mộc tranh nói để anh xem em ngồi đâu được diệp tu đứng dậy nhìn khắp tiệm nét cái xó lần trước mà hoàng thiếu thiên ẩn mình là khu vực buổi tối chẳng ai ngồi không đèn không máy điều hòa vừa tối vừa lạnh sau khi diệp tu đảo mắt một vòng cuối cùng vỗ ngay bên cạnh ngồi đây đi chỗ này không tệ tô mộc tranh cực kỳ vui mừng ngồi vào diệp tu giúp cô mở máy tính xong dặn dò máy em là máy chủ Đừng bấm bậy bấm bạ, không thì tất cả máy tính trong tiệm nét chết máy hết đấy Thú vị thế cơ à Không thú vị chút nào Diệp Tu lại nhấn mạnh lần nữa Mau lên game đi, chờ em cả đó Diệp Tu nói À à Tô Mộc Tranh cũng không cởi mũ xuống Cứ đầy lông như thế mà đăng nhập trò chơi Đến rồi, đến rồi kìa Quân mạc tiếu của Diệp Tu vẫn đứng cùng mọi người Phòng sợi yên mộc của Tô Mộc Tranh vừa đăng nhập Đã nghe thấy tiếng vui mừng của mọi người truyền đến từ bên kia Ừm, đến rồi diệp tu cầm lên nói một tiếng không hề nói người ta đến cạnh hắn luôn ở đâu vậy tô mộc tranh nghiêng đầu xem vị trí hiện tại của bọn diệp tu một lát sau rốt cuộc tới nơi ngại quá đã đến trễ tô mộc tranh chào hỏi mọi người không sao cả trễ giờ là đặc quyền của chị em phụ nữ bánh bao xâm lấn nói lời từ miệng tên nhóc này khiến người ta không biết được cậu ta đang nói đùa hay đang nói móc hay đang lấy lòng hay thực sự coi lời này chính là chân lý khụ không nói nhiều nữa chúng ta bắt đầu thôi. Diệp Tu cũng mang tai nghe vào nói, vào bản, vào bản, bánh bao sâm lấn hiện tại đã xem Diệp Tu là nhất, mà cậu ta lại chính là tiên phong, thích sung phong lắm, bây giờ cũng là người đầu tiên vào phó bản. Hàn Yên Nhu và Phong Hoa cũng vọt vào ngay sau đấy, Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh đang chuẩn bị tiến vào, lại nghe Diệp Tu bảo khoan. Cầm thứ này đi, Diệp Tu mời cô giao dịch, gì vậy, Tô Mộc Tranh xác nhận giao dịch nhìn thử, một pháo cầm tay tím cấp 30. Mua cho em à, đương nhiên, bao nhiêu, 100, rẻ quá, ở khu mới thì không rẻ đâu. Diệp Tu nói, nhưng anh giàu lắm mà. Tô Mộc Tranh nói, cô đương nhiên biết màn đánh cược của Diệp Tu và Vi Thảo, sắp thắng công hội nhà người ta đến cái quần xịp cũng không còn. Hai người nói xong cũng vào phụ bản, năm người được đưa vào hoàn tất, bắt đầu chiến đấu. Phối hợp giữa bốn người bọn Diệp Tu đã không thành vấn đề từ lâu, mà chỉ được gì cho phong hoa cũng chỉ cả rồi. May mà tên này cũng không phải ma mới, khá quen thuộc với phó bản, sau khi Diệp Tu nói sơ lý thuyết về đấu pháp cho hắn nghe, hắn nắm cũng rất nhanh, chỉ bị thiếu sót nhiều lần trong quá trình làm quen thôi. Có điều ba người Tô Mộc Tranh đã đổi hết sang vũ khí tím, tấn công tăng cao rõ rệt, phong hoa chỉ cần không quá ẹ, có thể dựa vào điểm sát thương để bù qua đắp lại. Bốn người vừa vào cửa đã nhắm thẳng đến mục tiêu của mình, phong hoa cũng lập tức làm theo lời dặn hôm qua, chạy tới phi súng lên cửa sổ năm viên đạn dùng phi súng cũng không hề lãng phí bắn về phía đám quái mà quân mạc tiếu muốn dụ kết quả nhân vật của hắn lên được cửa sổ đám tiểu quái bị hắn bắn liên tục năm phát cũng chửi mắng chạy sang o oh, tiếng Âu ti của phong hoa chỉ hô một nửa bởi vì tiểu quái đang nhắm về phía hắn đã bị quân mạc tiếu dùng viên vũ côn đập trở về trong nháy mắt được lắm vậy mà diệp tu còn khen ngợi cú ô ti vừa rồi của hắn phong hoa lắc lắc đầu hắn đã nhắc nhở mình đây không phải một đội phá bản bình thường phải phớt lờ những quan niệm tục tằng của một đội phó bản thường. OT, OT là gì? Trong đội ngũ này OT chả là cái đinh gì cả, mình cứ đánh hết mình đi, đánh càng giữ thì tiến độ phá bản lại càng nhanh, đây mới là đạo lý. Vừa nghĩ, Phong Hoa vừa công kích mãnh liệt bốn con quái mà quân Mạc Tiếu đang đối phó. Sướng quá đi, Phong Hoa nói, đây mới là DPS, mặc sức gây sát thương lớn nhất, cứ phải quan tâm đến cảm xúc của MT thì chẳng sướng tẹo nào. Súng ngắn của Phong Hoa đánh cực đã tay, Mấy con quái khác đều vòng về, Phong sợi Yên mộc phi thân lên đài cao. Toàn bộ đấu pháp giống y hôm qua, có điều Phong Hoa không cần tô mộc tranh chỉ mình hai con quái nào đang ở giữa nữa. Sau khi nắm được lý thuyết của đấu pháp, hắn cũng biết mình nên công kích hướng nào ngay bây giờ. Tuy có thể mặc sức tấn công, nhưng vẫn phải tuân theo sự phối hợp chiến thuật, mặc sức tấn công cũng không phải bảo muốn đánh ai thì đánh. 12 con tiểu quái đợt đầu, hiệu suất tấn công vượt trội hơn hôm qua nhiều. Đến khi con quái cuối cùng ngã xuống, Diệp Tu xem xét thời gian, quả nhiên khác xa. Mọi người cố lên, phá kỷ lục cho hắn ta trong một lần thôi. Diệp Tu bảo, chương 160, kỹ năng nhiều lại chẳng thể áp chế người. Phó bản vùng đất lưu lạc là một tòa thành bỏ hoang, bên trong có rất nhiều hành lang gấp khúc và chi chít ngã rẽ, đội ngũ nào tới lần đầu sẽ thường xuyên đi nhầm đường, đội từng trải đến để luyện cấp thì lại cố ý nhầm nhọt để đi hết cả bản đồ, còn đối với đội ngũ có mục tiêu là phá kỷ lục thì đương nhiên chỉ có một con đường ngắn gọn dẫn thẳng tới box cuối. Yên ổn xuyên suốt một đường, mặc dù phát huy của phong hoa vẫn mắc phải một số lỗi nhỏ, nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng đến đại cục, một đường chiến đấu coi như thuận lợi. Dẫm đạp lên thi thể chúng tiểu quái cùng box 1 và 2, đội 5 người cuối cùng cũng tới được vườn hoa phía sau tòa thành đổ nát. Vườn hoa xô tòa thành đổ nát này trông cũng khá được, mà kẻ đang đợi 5 người ở đấy chính là box cuối của phó bản, kẻ thống trị vùng đất lưu lạc Toya. Cho dù quá trình trước đó hoàn toàn không mắc sai lầm nào, nhưng chỉ mình boss cuối Toya này cũng đủ để ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Suy cho cùng, boss Toya này sở hữu rất nhiều kỹ năng, là một tên quái thai tổng hợp đủ nghề. Kỹ năng càng nhiều thì có thể lựa chọn càng nhiều đấu pháp khác nhau. AI trí tuệ nhân tạo của hệ thống cũng sẽ tùy theo phán đoán mà chọn ra phương thức đáp lại. Toya là một trong những NPC hiếm khi không bị cố định cách đánh, Mỗi lần đánh nhau với Toya đều có thêm trải nghiệm mới, còn thời gian có thể đánh bại Toya lại phải xem vận may, xem biểu hiện của tên này khi ra sân. Đối mặt với tên nhóc như vậy, ít ra cũng bất được việc trao đổi chiến thuật, đây chính là một nơi để thử thách sự ứng biến của người chơi. Năm người đến vườn hoa rồi cũng không hề dừng lại, vừa thấy Toya đã vọt ngay lên. Bố trí cho từng người thật ra không khác mấy lúc mới vào phó bản. Phong Sơ Yên mộc với Phong Hoa là hai chức nghiệp công kích xa, vừa vào đã đứng lên một đài cao. Phong sơ yên mộc nhấc pháo ra ngay một phát pháo chống tăng bóc tem quái vô cùng nhanh gọn giữa khói thuốc đạn bom. Toya dùng tiếng phổ thông đúng chuẩn chửi lớn hai câu rồi vọt đến cả người mặc bộ đồ da đỏ rực ở eo treo tòn ten sợi xích sắt một đầu tóc dài sặc sỡ màu sắc. Toya này trông chẳng giống kẻ thống trị vùng đất lưu lạc gì mà lại giống trẻ trâu manh động hơn. Thân hình Toya vừa lao ra khỏi màn khói đạn thì lập tức run lên là thuật phân thân thân giả ở lại dụ người chơi, người thật xuất hiện đột một phía sau phong sơ yên mộc. Theo cách giải nghĩa của hệ thống về kỹ năng thuật phân thân, mục đích thật sự khi thi triển kỹ năng này chính là để thân giả thu hút sự chú ý của kẻ địch, người thật lại lén ám sát mục tiêu khác. Nhưng dựa vào cách giải nghĩa của người chơi thì đây chính là kỹ năng để dịch chuyển tức thời tới bên mục tiêu thù hận, là một kỹ năng lợi hại. Phong sơ yên mộc đứng ở trên cao như không hề biết gì, phong hoa đứng đối diện đã sốt ruột định nhắc nhở nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy tiếng nã súng vang lên, phía dưới quân Mạc Tiếu đã chỉnh ô thiên cơ sang hình thái súng ống, dùng súng nòng xoay bắn về phía Toya trên cao. Toya đang chuẩn bị công kích Phong Sơ Yên Mục lập tức bị những viên đạn bắn tới ghim lại không thể động đậy, Phong Sơ Yên Mục bấy giờ mới xoay người lại sử dụng ngay kỹ năng treo lơ lửng bạt kích của bậc thầy pháo súng, pháo cầm tay vừa va chạm đã hất Toya rơi xuống đài cao, cô lại lấy ra một khẩu súng máy hạng nặng, bắn điên cuồng về phía Toya đang rơi xuống. Họng súng nòng xoay của quân Mạc Tiếu cũng chuyển động theo hướng tôia rơi xuống, chỉ thấy súng của cả hai ra bắn ra hai đường đạn nghiêng, như đang dẫn dắt tôia về đất mẹ thân yêu. Sự phối hợp thành thạo của hai người, đường nhu và bánh bao xâm lấn đã sớm nhìn quen không có gì bất ngờ. Nhưng đối với Phong Hoa, hắn không thể chứng kiến chỉ với ba lượt phó bản hôm qua, lúc này nhìn thấy chỉ biết trợn mắt há mồm. Nếu hắn ta không quá kinh ngạc, là một nghề chuyên tấn công xa, đáng ra lúc này cũng nên nổ súng bắn theo mới đúng. Đương nhiên, dưới tình huống mục tiêu chuyển động nhanh như hiện tại, thì vẫn phải bàn đến vấn đề kỹ thuật bắn của hắn ta có chuẩn hay không. Hàn Yên Nhu và bánh bao xâm lấn không cần nhắc nhở, sớm đã đứng vững ở vị trí, quân mạc yếu và phong sơ yên mộc thay nhau bắn tỉa vừa vặn để Toya rơi vào giữa hai người. Đường Nhu không đợi Toya rơi xuống đất đã thi triển viên vũ côn, thanh trường mâu xích nguyệt trong tay Hàn Yên Nhu hóa thành một mũi nhọn đỏ, chuẩn xác găm vào người Toya, tiếp theo lại vung mạnh một cái, hung hăng nện Toya đo đất. Công kích, đừng ngẩn ra Diệp Tu lúc này chợt lên tiếng nhắc nhở Phong Hoa. Phong Hoa như vừa tỉnh mộng, vội vàng rút súng thi triển kỹ năng với Toya. Hàn Yên Nhu và bánh bao xâm lấn đánh Toya một hồi rồi vội vàng nhảy ra, đương nhiên trốn tránh sóng địa chấn mà phần lớn boss khi đứng dậy đều gây ra. Toya đứng dậy trực tiếp phi thân lên, đạp một cước về phía Hàn Yên Nhu. Nhưng không đợi cú đá tới nơi, một quả cầu năng lượng đúng lúc bay đến trước mặt nó, chạm vào Toya rồi nổ mạnh khiến nó bị hất ngược lại trên đất. Đại bác, có thể sử dụng đương nhiên chỉ có bậc thầy pháo súng của tô mộc tranh phong sơ yên một lúc này đang ngưng tụ ánh sáng chuẩn bị tung tiếp kỹ năng pháo laser toya bị hất ngược lại cũng trở nên nhanh trí hơn một cái triệu thân đã tránh được cú ngã sắp này lan người bật dậy rồi lập tức đá vòng đáp trả đây là kỹ năng dạng thể thuật của riêng thiện xạ hàn yên nhu và bánh bao xâm lấn đang bước nhanh đuổi theo nên không phòng bị kịp hai người bị đá cho lảo đảo có điều kỹ năng này cũng không gây cưỡng chế ngã xuống đất hai người dựa vào thao tác mà ổn định được cơ thể trong nháy mắt. Lúc này Diệp Tu đột nhiên điều khiển quân Mạc Tiếu xông đến, rút kiếm chém ngay vỡ núi kích. Toya vừa mới đá xong đang chuẩn bị đứng thẳng thì lại bị chém cho gặp cả người. Pháo laser của Phong Sơ Yên Mộc đúng lúc bắn ra, Toya lại bị lăn lông lốc trên mặt đất. Sóng xung kích khi đứng dậy, vậy mà quân Mạc Tiếu không hề lui lại, rút kiếm dùng đỡ đòn chặn sóng xung kích. Trong lúc bị trượt ngược về sau cũng ra ngay chiêu rút đao chảm, đường kiếm lóe lên, Toya lại lần nữa trúng chiêu. Rút đao chảm có thể không đánh ngã đối phương, nhưng một kiếm này cũng đủ khiến Toya lảo đảo. Nó lập tức phi thân lên tung ra một cước, kỹ năng đá lốc xoáy của nhà quyền Pháp. Đáng tiếc cho em ngắn mà mâu của quân Mạc Tiếu lại dài, sau khi ô thiên cơ chuyển sang hình thái chiến mâu liền ra chiêu viên vũ côn đập cho Toya lăn ngã lại ra đất. Dù sao kinh nghiệm của đường nhu và bánh bao xâm lấn còn khá nông cạn. Kỹ năng của Toya lại rất phức tạp, tính chất hơi giống tán nhân ngay cả những tuyển thủ chuyên nghiệp của vi thảo khi đánh nhau với tán nhân cũng phải trần trừ vì quá nhiều kỹ năng toya này tuy không khoa trương như tán nhân nhưng cũng đủ khiến đường nhu và bánh bao xâm lấn thường xuyên không phản ứng kịp ví dụ như cú đá trước đó cả hai đều trúng chiêu nhưng diệp tu thì khác kỹ năng của toya tuy rằng lai tạp nhưng vẫn nằm trong phạm vi kỹ năng mặc định của vinh quang kỹ năng nào mà diệp tu chẳng thuộc làu làu kinh nghiệm của hắn sức phán đoán của hắn thể hiện trọn vẹn lúc này hơn nữa quân mạc tiếu lại là tán nhân có nhiều kỹ năng hơn cả. Kỹ năng của Toya tuy nhiều, nhưng Diệp Tu vẫn có thể tìm ra phương pháp đáp trả, không có người chơi bình thường nào lại có sẵn ưu thế này. Mỗi một nghề bình thường đều có phong cách riêng, có điểm mạnh, điểm yếu. Ví dụ như bậc thầy pháo súng, công kích cao, cự ly tấn công xa nhất, nhưng về mặt cận chiến lại khá tệ hại, gần như chả có kỹ năng gì, không nghĩ biện pháp kéo dài khoảng cách thì chết chắc. Tán nhân bao quát kỹ năng của 24 chức nghiệp, tuy đều là kém nhất, nhưng có xa có gần, phong cách khác biệt nhau. Đối mặt với bất kỳ tình huống gì cũng có kỹ năng thích hợp để lựa chọn. Tuyệt đối không bị yếu thế khi đánh cùng kẻ có kỹ năng phức tạp như Toya. Toya bị áp chế, đây là chuyện không thể tưởng với một đội phó bản bình thường, mỗi lần tên Toya đổi kỹ năng đều ấm ý đến mức mọi người mệt mỏi. Kỷ lục của phó bản này cao hay thấp còn phải xem tâm trạng của nó. Nhưng bây giờ, ở trong đội ngũ của Diệp Tu, Toya lại như mãnh thú bị nhốt trong lồng, Nanh vuốt ngày thường của nó có sắc bén cỡ nào, lại không hề hiệu quả vào lúc này. Có điều thành phần phối hợp trong trận này lại thiếu sót rất nhiều. Bấy giờ Đường Nhu và bánh bao xâm lấn rõ ràng không theo kịp tiết tấu của Diệp Tu nữa. Biến hóa của Toya vẫn rất nhiều, chẳng qua Diệp Tu theo kịp nó, có thể khắc chế biến hóa của nó. Nhưng với người khác, đây là một trận chiến có trình độ phức tạp, bọn họ không có sẵn kinh nghiệm và năng lực phán đoán, đương nhiên không thể bắt kịp mà phối hợp lúc này đường nhu và bánh bao xâm lấn lúng túng chẳng kém phong hoa bao nhiêu chỉ biết ngây ngốc tấn công không ngừng mà thôi người duy nhất có thể ăn khớp với quân mạc tiếu chỉ còn mỗi tô mộc tranh tuy kinh nghiệm và lực phán đoán của cô không bằng diệp tu nhưng thứ cô có chính là sự quen thuộc với diệp tu anh ta quả nhiên có đôi khi không dùng hết sức mình đường nhu cảm khái cảm giác không theo kịp thiết tấu làm cô cảm thấy rất thất bại ba lần phó bản hôm qua diệp tu cũng không tỏ ra khí thế áp bách như vậy Tất cả mọi người dựa vào phản ứng của từng người để phát huy. Nhưng hôm nay, Diệp Tu bùng nổ mọi mặt, khiến bọn họ cứ như đang diễn trò. Bấy giờ trong lòng Đường Nhu chỉ có một câu hỏi, hồi mà Diệp Tu PK đánh bại cô, Diệp Tu có dùng hết sức mình hay không? Cuộc chiến cũng không phải diễn ra trong trầm lặng, dù rằng kỹ năng của Quân Mạc Tiếu còn nhanh hơn tiết tấu của Toya, phần lớn thời gian không kịp nói gì. Nhưng tới những chỗ có thể kịp thời nhắc nhở mọi người, Diệp Tu sẽ nói vài lời để tất cả chú ý, có điều, rất ít Chú ý, sắp máu đỏ như bây giờ, Diệp Tu vẫn nghiêm túc nhắc nhở. Ai nấy cũng không có phản ứng gì, máu đỏ thì máu đỏ, chẳng lẽ còn đối phó không nổi ư? Đúng như dự đoán, tôi à tăng tốc độ tấn công khi máu đỏ cũng không gây phiền phức gì, vẫn chỉ bị Diệp Tu áp chế, từ đấy suy ra, Diệp Tu áp chế tôi à trước đấy, hiển nhiên chưa phải cực hạn, không thì lúc tôi bạo kích, sao hắn vẫn có thể nâng cao lên chứ? Cực hạnh của cái thằng này rốt cuộc ở đâu? Đường nhu có chút mờ mịt, nhưng bánh bao xâm lấn lại không phát hiện được những chi tiết đó. Từ đầu đến cuối vẫn kêu đánh hô giết, cần phối hợp cậu sẽ phối hợp, không phối hợp sẽ tự mình làm bừa, với cậu, có thế nào đi nữa, trò chơi luôn rất thú vị. chương 161, làm cao thủ không dễ. Cuối cùng Toya cũng ngã xuống, tuy rằng tiến vào trạng thái bạo kích, tốc độ càng cao, kỹ năng được sử dụng càng thêm lộng lẫy. Nhưng mà, vô dụng thôi, ở trước mặt Diệp Tu những thứ này đều không dùng được. Quân mạc tiếu giống như một hệ thống được thiết kế chỉ để đối phó nó, chính xác, không một sai lầm. Hạn chế gắt gao tất cả kỹ năng của Toya, hoặc là phá chiêu, hoặc là đánh gãy, hoặc là giành tấn công trước. Thủ đoạn đa dạng, biến hóa liên tục, cũng may Toya không phải người, nếu người mà cứ bị chèn ép như vậy, ai cũng sẽ tức đến hộp máu. Toya ngã xuống, hệ thống đưa ra tin tức, tin về kỷ lục phó bản vùng đất lưu lạc đổi mới đương nhiên xuất hiện. Công hội Nguyệt Luân, 28 phút 01 giây 27 so sánh với 30 phút 45 giây 66 của Lam Khê Các, thành tích này nhỉnh hơn 2 phút rưỡi. So với việc cạnh tranh trong từng giây của các công hội lớn, mỗi lần Diệp Tu dẫn đội đều tạo một sự tranh lệch khoa trương như vậy, khoa trương đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Kỷ lục của Lam Khê Các có thể đứng vững nhiều ngày, nghĩa là người khác hơn một giây thôi cũng không làm được, đằng này bọn Diệp Tu hơn hẳn 2 phút rưỡi. Kênh Thế Giới lập tức spam đầy tin nhắn, công hội Nguyệt Luân, sao lại là công hội Nguyệt Luân, quân Mạc Tiếu, lại là quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu không phải người của Lam Khê Các sao, vì sao lại chạy tới công hội Nguyệt Luân, bánh bao xâm lấn, nghi còn nợ ông năm kim tệ, khi nào trả đây. Tin nhắn lung tung cả lên, trong đó lại còn nhắc tới bánh bao xâm lấn. Bánh bao xâm lấn thong thả trả lời trên kênh thế giới, đừng vội, khi nào đủ 10 kim tệ thì trả luôn. Gửi tin lên thế giới cũng có thời gian đóng băng, 2 phút mới có thể gửi một lần, hiển nhiên đối phương không thể đáp lại ngay huống chi nói trên thế giới cũng chỉ là vui đùa nếu là thật thì nhắn riêng cho nhau còn nhanh hơn nhưng một tin lạc đề này lại khiến nhiều người hùa theo đòi nợ trên kênh thế giới chỉ trong chớp mắt cả tin khi nào trả bà xã cho tao linh ta linh tinh cũng có làm người ta bất ngờ vô cùng lúc này phong hoa đương nhiên kích động không thôi ở trong công hội thân thiết cùng hội viên nhưng không thể không thừa nhận tác phong của công hội nguyệt luân khá kém trông có vẻ hẹp hòi khi kỷ lục xuất hiện nhiều người trong công hội lại quan tâm trang bị được thưởng là gì. Kỷ lục phó bản đổi mới, 100% sẽ được một món trang bị tím, nhưng mấy chuyện như này thì Lam Khê Các và Mưu Đổ Bá Đạo chẳng hề quan tâm. Thứ người ta muốn là kỷ lục, là danh tiếng, mấy trang bị tím cấp thấp bọn họ gặp nhiều, không hiếu kỳ cũng không để ý. Ngay cả hội trưởng phong hoa này, tuy rằng quan tâm kỷ lục, nhưng đối với trang bị tím rơi ra cũng rất kích động. Cũng không thể trách hắn, thân là một hội trưởng mà trên người hắn lại chẳng có món đồ tím nào, còn không bằng mấy kẻ đánh thuê như bọn quân mặc tiếu. Hôm nay vừa nhìn thấy ba người Hàn Yên Nhu thay vũ khí tím, trong mắt phong hoa mém lọt ra ngoài. Đừng nhìn ai nấy trong đội tinh anh của các công hội lớn đều có vũ khí tím mà lầm, thật ra mấy thứ này vô cùng hiếm. Giống như công hội Nguyệt Luân của họ, nếu ra vũ khí tím, chắc chắn chẳng ma nào tuân theo ưu tiên chức nghiệp. Ai lắc xí ngầu được có thể ra chợ bán lấy tiền, người có lòng sẽ chia chút lợi nhuận cho đồng đội. Ít kỳ có là gì? bởi vậy việc này cũng gây tranh cãi từ hồi vinh quang vừa bắt đầu đến nay, 10 năm qua chưa từng ngừng lại. Lúc này Phong Hoa rất vui vẻ, bởi vì vật khen thưởng chính là một cây súng ngắn ổ xoay tím, vừa hay dành cho thiện xạ. Hơn nữa bốn người đánh thuê không hề đổ điểm với hắn, cuối cùng đồ trực tiếp rơi vào túi hắn, tâm trạng đương nhiên vui rồi. Phong Hoa còn đang đắc ý trong kênh công hội, quân Mạc Tiếu đã đến gần hắn, kỷ lục ra rồi. Đúng thế đúng thế, cảm ơn cảm ơn, Phong Hoa phục hồi tinh thần, vội vàng cảm ơn người ta bộ xích nguyệt đâu diệp tu hỏi à à phong hoa vui quá nên quên mất chuyện này hắn đã sớm mang theo bộ xích nguyệt trên người lúc này vội vàng lấy ra cho diệp tu bốn món theo thứ tự là nón áo đai lưng và quần thiếu đồ bảo vệ vai và giày diệp tu nhận lấy trực tiếp giao dịch cho đường nhu gì thế đường nhu chấp nhận giao dịch trang bị em cần dùng diệp tu bỏ từng món vào ô giao dịch ở đâu vậy phong hoa vừa mới đưa chúng ta giúp hắn ta phá kỷ lục phó bản mà diệp tu nói à đường nhu xác nhận giao dịch rồi lấy trang bị mặc luôn lên người bộ trang bị đương nhiên chú ý phong cách tổng thể lúc này phối hợp cùng nhau lại có hai món quan trọng nhất của bộ là quần và áo toàn bộ hiệu quả được phát huy tột đỉnh một thân giáp da đỏ thấm ôm sát cơ thể hàn yên nhu lập tức trông cường thế hơn nhiều có của em không bánh bao xâm lấn chen lên hỏi tạm thời chưa có diệp tu nói bánh bao xâm lấn bất mãn nhưng không phải đối với diệp tu mà là phong hoa đi qua hỏi ông là hội trưởng mà nhỏ mọn quá không có của tôi sao hả hết rồi phong hoa mờ mịt nói giao dịch đã hoàn thành sao còn thu phí nữa keo kiệt bánh bao xâm lấn khinh bỉ phong hoa hộc máu không mua nhiều thì bị xem là keo kiệt hả bánh bao đừng nóng vội bộ này đã nói trước đó rồi đưa hàn yên nhu trước sau có cơ hội sẽ kiếm đồ cho em diệp tu nói ừ ưa ừ, không nóng vội ưu tiên phái nữ bánh bao xâm lấn nói còn hai lần phá bản phong hoa có đi không diệp tu hỏi a à, tui ấy hả lúc này phong hoa đang nói chuyện vui vẻ cùng bạn bè và người trong công hội không muốn đi phó bản nhưng người ta vừa mới giúp mình lập kỷ lục phó bản xong việc thì không thèm chơi cùng người ta nữa hình như không tốt lắm nhỉ phong hoa còn đang đau khổ chọn lựa bên này diệp tu đã nói vậy bọn tui tiếp tục nói xong bốn người nhanh chóng rút khỏi tổ đội ngoài rút khỏi tổ đội cũng lập tức rời khỏi công hội Nguyệt Luân. Ấy, Phong Hoa còn muốn nói gì? Bốn người đã vào ngay phó bản, cũng không thêm ai nữa. Quan hệ với mấy cao thủ này, nhanh như vậy đã kết thúc rồi ư? Phong Hoa chợt mờ mịt, lại tiếp tục phó bản, đây chẳng phải chuyện gì to tát đối với những cao thủ như họ. Lần này không phá kỷ lục, nên không cần xông thẳng tới vườn hoa phía sau. Tiểu quái trong mỗi góc của tòa thành đều bị họ tìm giết. Không tính những trang bị xanh mà boss phó bản nhất định rơi ra, thì phó bản vẫn là nơi người chơi kiếm lợi nhiều nhất, bất kể là kim tệ hay kinh nghiệm đều cao hơn hẳn khu luyện cấp. Đa số người chơi mỗi ngày có thể bỏ qua những chuyện khác, nhưng lại không nỡ lãng phí số lần phá bản. Các phó bản hiện nay được vào ba bốn lần, càng lên cao, phó bản càng lớn thì số lần vào bản càng ít, thậm chí một tuần lễ mới có thể đi một lần, cần phải lưu trữ lại cách đi, không có khả năng qua cửa phó bản lớn trong một ngày. Giết sạch tiểu quái xong, cuối cùng dĩ nhiên là đánh boss. Lần này Diệp Tu lại không chuyên nghiệp, không áp chế hoàn toàn Toya à giống lần trước mà để mọi người tự do phát huy như hôm qua, cùng Toya à dây dưa lề mề. "Này, sao anh không đánh nghiêm túc chứ?" Đường Nhu có ý kiến, những vụ như ẩn giấu thực lực, cô không thích lắm. "Em nói giống lần trước." Diệp Tu hỏi, "Đương nhiên, anh già rồi, cứ đánh tiếp như lúc nãy, sao anh chịu nổi?" "Các em còn trẻ, có sức lực thì nên dùng sức nhiều hơn." Diệp Tu nói, "Anh có già lắm đâu Đường Nhu tức đối với thi đấu thể thao điện tử tuổi của anh xác thực quá già diệp tu nói vậy thì sao anh rõ ràng còn có thể chiến rất mạnh mà đường nhu nói em không chuyên nghiệp gì cả diệp tu nói đạo lý của chuyện này giống như thi đấu thể dục thể thao người trẻ tuổi có thể tăng mạnh sức đối kháng dựa vào thân thể để thắng trận đấu nhưng về sau tuổi lớn dần cần dựa vào kinh nghiệm ý thức và đầu óc nhiều hơn để giành được thắng lợi thỉnh thoảng mới dùng sức đối kháng như người trẻ tuổi thì còn được chứ gây sức ép thường xuyên chỉ làm tuổi vận động của mình ngắn đi mà thôi. Thi đấu eSports cũng giống vậy, tốc độ tay như vũ bão để so đấu thao tác, đây là phong cách của người trẻ tuổi, còn cỡ tuổi giống anh, ít làm thì tốt hơn. Diệp Tu nói, có cần khoa trương thế không? Đường Nhu nói, vài năm nữa rồi em sẽ hiểu, em cho là cao thủ dễ làm lắm hả? Diệp Tu cười, vì thế Đường Nhu cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục đánh Boss Toya. Diệp Tu thật sự không áp chế toàn diện như trước, phát huy trình độ tương tự bọn đường nhu. Vì thế họ đánh tôi y như các đội ngũ bình thường khác, chật vật và hỗn loạn một hồi mới tiêu diệt được nó. Lúc sau cũng không thêm người, vẫn bốn người đánh như cũ, số lần đi phó bản vùng đất lưu lạc dần dần dùng hết. Mọi người, mình thoát trước đây, tô mộc tranh cũng giống như mọi lần, quét sạch số lần phó bản vào dạng sáng rồi lo cao trước. Đường nhu và bánh bao xâm lấn chào tạm biệt, Diệp Tu không làm chuyện này chi cho mất sức, tô mộc tranh vốn ngồi cạnh hắn, hắn tháo tai nghe nghiêng đầu sang hỏi, phải về à? Vâng, phải về, Tô Mộc Tranh cũng tháo tai nghe xuống, rời khỏi trò chơi, định click chuột tắt máy. À à à, đại tiểu thư của anh ơi, em đừng tắt máy chủ chứ. Diệp tu toát cả mồ hôi, gần như nhào sang ngăn cản Tô Mộc Tranh. a à, quên mất, Tô Mộc Tranh cũng hoảng sợ, cô đương nhiên biết kết cuộc của việc tắt máy chủ là gì. Chẳng qua việc dùng xong máy tính phải tắt máy đã thành thói quen, nhất thời quên mất. Nguy hiểm thật, Diệp Tu lau mồ hôi, Tô Mộc Tranh là tuyển thủ chuyên nghiệp, tay rất nhanh, may mà mình nhanh hơn. Em đi đây, Tô Mộc Tranh đứng dậy, nhìn Diệp Tu tắt màn hình của chiếc máy chủ kia. Đi đi, không biết chừng nào mới được đến nữa, tiệm nét vẫn quá nguy hiểm, đúng không? Tô Mộc Tranh nói, đúng vậy, Diệp Tu nói, ai, phải đi rồi. Tô Mộc Tranh tiếc núi bước ra quầy phục vụ, có đói bụng không, muốn ăn chút gì không? Diệp Tu hỏi, muốn Tô Mộc Tranh nhanh chóng quay trở về. Chỗ bọn tôi có đủ loại mì ăn liền phong phú với những vị như thịt bò kho, gà hầm nấm hương, canh trứng cà chua, sườn nấu măng, hải sản, quý khách muốn ăn loại nào. Diệp Tu hỏi, à, cho em loại gà hầm nấm hương là được. Tô Mộc Tranh nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, xin quý khách chờ chút. Diệp Tu đã lấy ra một tô mì gà hầm nấm hương từ lâu, đứng dậy đi tìm nước sôi. Trường 162, một nửa màn hình, Diệp Tu nấu mì xong quay lại, đã thấy Tô Mộc Tranh kéo cái ghế nhỏ đến ngồi cạnh chỗ hắn, Game vinh quang trên màn hình bị cô chuyển sang chế độ cửa sổ, loay hoay nhấp chuột không biết đang tìm gì. Mì tới đây, Diệp Tu nói, để đây đi, tô mộc tranh gõ gõ chỗ trống cạnh máy tính. Quầy trước tiệm nét hưng hân được chia làm hai phần, phần ngoài là quầy tính tiền, phần trong chỉ là mặt bàn bình thường dùng để đặt vài thứ đồ linh tinh. Diệp Tu đặt mì xuống, ngồi về chỗ mình, trông thấy Tô Mộc Tranh đang tìm trang phim online. Kiếm gì vậy, anh giúp em, Diệp Tu đặt tay trên bàn phím. Năm ấy chúng ta tay trong tay, Tô Mộc Tranh nói: "Phim mới à, Diệp Tu vừa nói đã gõ xong, tên phim cũng xuất hiện." "Không hẳn, lúc trước Tú Tú có giới thiệu, nhưng em vẫn chưa xem." Tô Mộc Tranh nói: "Tú Tú chính là Sở Vân Tú, là cao thủ hiện tại của chiến đội Yên Vũ, cũng là nữ tuyển thủ có kỹ thuật giỏi nhất mà Diệp Tu từng nói với Trần Quả." Nữ tuyển thủ trong liên minh không nhiều, số lượng hoàn toàn lép vế so với nam, nhưng cũng vì vậy mà càng thêm thân thiết, lập một hội chơi riêng với nhau. Họ còn có một group QQ riêng trong đấy dù giải nghệ hay còn thi đấu, người mới người cũ đều có cả. Group QQ này Diệp Tu tất nhiên không có tư cách vào, nhưng do luôn ở cạnh Tô Mộc Tranh, thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy. Cái nhóm này, nếu không nói ra nhất định không ai nghĩ group tuyển thủ chuyên nghiệp của Vinh Quang. Trong đấy toàn tám chuyện quần áo, trang sức, đồ trang điểm, người nổi tiếng, tròm sao, cả mấy chuyện lá cải của Vinh Quang. Ít nhất trong mấy lần Diệp Tu tình cờ bắt gặp, chưa từng thấy mấy cô nàng thảo luận nghiêm túc về kỹ thuật, chiến thuật nọ kia. Cái group này còn biết hơn cả group công hội bình thường trong game, ở đó còn cao thủ chia sẻ kinh nghiệm ấy. Coi tới tập mấy rồi?" Diệp Tu hỏi, "Tập 12, mở tập 12." Diệp Tu chuyển tai nghe sang cho Tô Mộc Tranh. Đeo mãi đầu cũng kêu ong ong luôn, mở âm lượng to một chút vậy, không cần đeo." Tô Mộc Tranh chỉnh volume to hơn, từ tai nghe truyền ra âm thanh trong game cùng với tiếng của bánh bao xâm lấn. Diệp Tu mở thiết lập tắt mic, sau đó đánh chữ. "Bánh bao" tụi mình luyện tốc độ tay, nói chuyện thì đánh chữ ha. Đồng ý luôn, em thích cách luyện này, mình thi xem ai nói chuyện nhiều nhất trong một phút không. Bánh bao xâm lấn lập tức chấp nhận, khe núi nhất tuyến, Diệp Tu tuyên bố hướng đi, trong game vô cùng yên tĩnh, nhưng Diệp Tu hoàn toàn không chút vấn đề nào. Tai nghe trên cổ tô mộc tranh bên cạnh loáng thoáng phát ra âm thanh của bài nhạc mở đầu phim. Bài này dở thế, Diệp Tu nói, ừm, um, lướt đi, tô mộc tranh nói, bao nhiêu, 2 phút 43 giây. Con chuột khẽ nhích, con trỏ từ trong game chuyển về màn hình desktop, nhấp một cái trên thanh tiến trình, 2 phút 43 giây không lệch một ly, xứng danh thao tác cấp bậc tuyển thủ chuyên nghiệp. Màn hình vì thế mà chia làm hai nửa, nửa này chiếu phim truyền hình, nửa kia là màn hình game online. Bằng trình độ của Diệp Tu, việc qua phó bản này dù một lòng hai chuyện cũng dư sức, thỉnh thoảng lại liếc qua bên kia xem tí, còn tô mộc tranh, phim thôi mà, cũng không cần phải chuyên chú làm gì, thỉnh thoảng cũng ngó qua xem tình hình game. Mì ăn được chưa? Tô Mộc Tranh nói, ăn đi, anh ăn không? Tô Mộc Tranh bưng tô hỏi, uống chút nước được rồi, anh đánh cho xong hai con quái này đi. Tô Mộc Tranh nhìn thấy trong game quân Mạc Tiếu bị hai tiểu quái bên đường đuổi theo. Hai tiểu quái đập đập hai ba cái đã tạch, Diệp Tu vừa điều khiển quân Mạc Tiếu đi tiếp, vừa đón lấy tô mì nhấp hai ngụm. Ok, trình nấu mì quá siêu quần luôn. Diệp Tu nói xong đưa tô lại, tạm được, Tô Mộc Tranh cầm tô bắt đầu ăn. Trong game Quân Mạc Tiếu cuối cùng cũng đến khe núi nhất tuyến, gặp mặt đường nhu và bánh bao xâm lấn. Điền Thất và Nguyệt Trung Miên cũng vào đội, hai người này có cơ hội đều tổ cùng đại thần, công hội bên kia không thèm màng đến. Mấy ngày nay người của công hội hí hưởng đều bị hai người vô cùng khinh bỉ. Đi theo cao thủ đại ca, lên TV gì đó chỉ là chuyện thường ở huyện, hai người không đặt vào mắt. Phó bản qua rất thuận lợi, nháy mắt đã xong boss đầu tiên. Phim truyền hình tình tiết vặn vẹo. Ở tập một nữ chính đã biết nam chính là bạn thủa bé, nhưng nam chính đến tập 12 vẫn coi người ta là người mới quen. Chật, thằng này ngu quá. Diệp Tu bình luận nam chính. Của em của em, bộ quang nguyên kìa. Tô Mộc Tranh thấy Boss chết rất ra áo của bộ quang nguyên, đây là một trang bị trong bộ cấp 30 dùng cho bậc thầy pháo súng. Biết rồi, Diệp Tu quay số, những người khác tự động lựa chọn bỏ qua. Cấp 30 thôi mà, Diệp Tu cảm thấy Tô Mộc Tranh có vẻ kích động khác thường, là tuyển thủ chuyên nghiệp trừ trang bị tự chế, thường không ai kích động vì loại trang bị thế này. Mặc đẹp mà, Tô Mộc Tranh nói, Diệp Tu câm nín, những cao thủ cấp đại thần như họ, thao tác có pro tới đâu, hiểu biết sâu rộng như nào, nhưng nói đến các loại tạo hình, kiểu tóc, bề ngoài của nhân vật trong vinh quang, tìm đại một nữ tuyển thủ ra so đều thông tuệ hơn họ. Về mặt này, nữ tuyển thủ mới là đại thần, còn lại chỉ là lũ tép diêu. Diệp Tu im lặng đặt áo quang nguyên vào túi đồ, phó bản tiếp tục cầy, phim truyền hình tiếp tục xem, Phó bản khe núi nhất tuyến cho 5 người thường chừng chỉ cần 30 phút đồng hồ đã xong, ngắn hơn một tập phim 45 phút nhiều. Hết hai chuyến phó bản cũng xem xong một tập và hơn nửa tập sau, Diệp Tu cảm thấy đầu vai bên trái của mình nặng nặng. Ngủ rồi hở, Diệp Tu hỏi, ừm, um, có âm thanh từ trên vai truyền đến. Tiếp phó bản lượt thứ ba, thao tác của Diệp Tu càng thêm nhẹ nhàng. Thao tác của hắn, vốn đến tàn thuốc lá trên miệng cũng không làm rơi. Phó bản vẫn tiếp, bên kia phim truyền hình chạy đều đều, khi box cuối cùng ngã xuống, xong chuyến phó bản thứ ba, phim cũng vừa hết tập. Nhạc cuối phim truyền ra từ tai nghe, Tô Mộc Tranh lại không bảo Diệp Tu chuyển sang tập kế. Diệp Tu nghiêng đầu nhìn sang, mi mắt cô nàng bọc lông xù kia đã khép lại từ lúc nào. Ha 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 ha, hôm nay khá may mắn. Rất tới ba món trong bộ ám văn của tôi, mấy ông hãy hâm mộ đi hâm mộ đi. Bánh bao sâm lấn đánh chữ như gió, luyện tốc độ tay. Không tệ không tệ, Hàn Yên như em nhặt được áo xích nguyệt có thể phát loa trên kênh thế giới, đổi lót vai hoặc giày. Diệp Tu nói, mấy chuyến này bọn hắn cũng cầy ra một món xích nguyệt, nhưng đó là áo Hàn Yên Nhu đã có. Mấy thứ như bộ trang bị, tùy vào vận số mà gom được 4 năm cái rồi một hai cái cuối cùng đánh chết cũng không tuôn ra là chuyện thường. May mà trong vinh quang mấy thứ này có thể giao dịch, mọi người chia sẻ nhau, nếu có 6 cái áo hên xui cũng đổi được một bộ nguyên. Ôm, đường Nhu đáp, trên kênh thế giới nhảy ra một tin Hàn Yên Nhu cần trao đổi bộ xích nguyệt. Không ai PM thì rảnh cứ đăng tin một lần. Diệp Tu bảo, đường Nhu mặt này cũng cần phải chỉ dẫn, cô nàng này là người mới hoàn toàn, không giống như bánh bao xâm lấn. Đi mai cốt chi địa không? Điền thất và Nguyệt Trung Nguyên hỏi. Tạm thời không cần, Diệp Tu trả lời. Ừ, mọi người cùng đáp, hiện tại một ngày có thể vào ba loại phó bản. Lượng XP bên mai cốt chi địa đối với mọi người không thấm vào đâu, ô thiên cơ của Diệp Tu cũng không cần vật liệu bên đây nữa. Huống chi, vật liệu chế tạo ô thiên cơ mà có thể tự mình gầy bản kiếm ra hết được cũng thật quá hư cấu. Mọi người tản ra, ai vào phó bản thì vào, ai đi đấu trường thì đi, ai đổi trang bị thì đổi. Diệp Tu tùy tiện để quân mạc tiếu đập đập mấy con tiểu quái bên cửa phó bản. Đổi xong rồi, một lúc sau đường nhu PM em đến, ừ, còn một món nữa là đủ bộ. Diệp Tu nói, đúng là mặc vào mạnh hơn một chút. Đường Nhu nói, theo lời cô, có thể biết rõ trình độ của Đường Nhu bây giờ đã vượt trên người chơi bình thường. Nếu là game thủ thông thường, đa phần đều không phát hiện được mức độ sai khác khi đổi trang bị thế này. Tất nhiên a, à, Diệp Tu PM lại, bộ trang bị cấp 30 mặc đến lên 40 luôn cũng được ấy. Ừm, Đường Nhu đáp một tiếng rồi sau đó im bặt, sau đó đứng dậy đi lại một chút, rót nước uống, thường lệ đến bên quầy xem, vừa xem liền giật mình, này một em lông xù dựa vào Diệp Tu là gì đây? Đường Nhu kinh ngạc Diệp Tu chỉ đành bất đắc dĩ nhìn cô Ai vậy Đường Nhu rốt cuộc cũng biết đây là một người À, mộc mộc Diệp Tu dùng tên Đường Nhu hay gọi Hả, Đường Nhu kinh ngạc Bạn ấy nãy giờ đều chơi ở đây Ừm, Diệp Tu nói Đang ngủ, Đường Nhu hỏi Ừm, lên trên ngủ đi, vào phòng em cũng được Đường Nhu nói Không sao, cứ vậy được rồi Diệp Tu cười cười, coi chừng cảm lạnh Là chân quả, nếu gặp một em thế này Nhất định sống chết ép người ta lên lầu ngủ nhưng đường nhu không nói gì nữa, chỉ một câu như vậy đã cầm ly nước trở lại chỗ cũ. Mộc mộc gì đó đến miệng anh nghe nổi cả da gà. Tô mộc tranh nhắm mắt, hình như nói mớ, chuẩn, cả anh cũng xém nôn cả tô mì ra. Diệp tu nói, mì tôm là em ăn. Tô mộc tranh nói, hồi tối anh cũng một tô, thật à, vị gì, thịt bò kho tàu, tay nghề của đầu bếp nấu mì thế nào, cực ngon luôn, y như tô em ăn. Vậy được rồi, tô mộc tranh nói xong thì im lặng, chừng nào về. Một lúc sau, Diệp Tu hỏi, chừng nào anh xong việc, Tô Mộc Tranh hỏi, 7 giờ, em cũng vậy đi, được rồi, hơi lạnh, Tô Mộc Tranh hơi con người. Tất nhiên, quần áo em toàn dùng ngụy trang mà. Diệp Tu vừa nói vừa cầm áo khoác của mình khoác lên người Tô Mộc Tranh. Phim chiếu đến đâu, em quên mất rồi. Tô Mộc Tranh nói, không sao, phim này đúng là dở thật ấy. Diệp Tu nói, anh lại khinh bỉ thẩm mỹ của Vân Tú. Tô Mộc Tranh nói, anh nhớ rất rõ nhược điểm của từng đối thủ mà. Diệp Tu nói, chương 163, nằm thôi cũng ăn đạn. Đêm nay, Diệp Tu không tiến hành hoạt động kịch liệt gì nữa, nhưng vì hắn mà cả khối người trong khu 10 trở nên không bình tĩnh. Kỷ lục đương nhiên là bởi vì kỷ lục, kỷ lục phó bản vùng đất lưu lạc rốt cuộc vẫn bị phá, quân mạc tiếu lại một lần nữa chứng minh với kỷ lục hắn không gì không làm được. Công hội Nguyệt Luân kia mới đây mấy công hội lớn nghe đến tên là muốn nôn rồi, thế mà tên vẫn treo lên bảng thành tích vùng đất lưu lạc. Nhưng quan trọng hơn là, Người trong công hội Nguyệt Luân rất không khiêm tốn. Một công hội, khí chất của hội trưởng sẽ có mức độ ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ công hội. Phong Hoa vốn tính không biết trời cao đất rộng nhưng sau khi đã biết đội ngũ của quân Mạc Tiếu phối hợp cao siêu, cuối cùng cũng biết kiềm chế tính mình, nhưng khi nắm được kỷ lục phó bản, tự cho mình đã phối hợp hoàn mỹ để hoàn thành nhiệm vụ, không khỏi cũng cảm thấy mình là một thành viên của đội cao thủ, tính cách đã kiềm chế kia thoáng cái đã bạo phát hoàn toàn. Người của công hội Nguyệt Luân không tán gẫu trong kênh công hội mà lên hẳn kênh thế giới trò chuyện, hăng hái khoe khoang, làm người khác ghen ghét. Các hội trưởng công hội lớn đều hận đến ngứa răng, mời người đi lập kỷ lục, làm như là giỏi lắm ấy. Rất nhiều người ló đầu lên trên kênh thế giới dùng lời này để chào phúng công hội Nguyệt Luân, nhưng công hội Nguyệt Luân lại phản kích rất mạnh, cử ra nào là lam khê các, nào là mưu đổ bá đạo làm ví dụ, ý bảo những công hội châu bò kia cũng thế thôi, bọn họ việc gì phải xấu hổ. Kẻ nằm thôi cũng ăn đạn như Lam Hà và dạ độ hàn đàm buồn bực không thôi, lại chẳng thể nói lại bởi vì đấy là sự thật đến cả những công hội chưa mời đội ngũ của quân mạc tiếu thì lúc này cũng không thể vịn vào cửa ấy bắt bẻ công hội nguyệt luân mời quân mạc tiếu đi phá phó bản là chuyện họ phải làm hàng ngày hiện tại cười nhạo công hội nguyệt luân lỡ ngày nào tới phiên quân mạc tiếu giúp mình lập kỷ lục chẳng phải tự mình tát mặt mình sao cứ thế trên kênh thế giới cãi vả qua lại chuyện quân mạc tiếu đánh thuê quả thực mọi người đều biết những kỷ lục được quân mạc tiếu lập ra cũng khá hữu hạn trong vinh quang từ nhiều người chơi khinh bị công hội Nguyệt Luân, rồi đến công hội Nguyệt Luân đem Lam Khê Các và mưu đổ bá đạo bao biện cho mình, thế nên hai nhà công hội này cũng bị khinh bỉ. Khu mới, người mới nhiều hơn, nghe mới sinh không sợ cọp. Hơn nữa, có châu bò đến đâu cũng chỉ ngon được ở trong game, có gì phải sợ. Chơi game chỉ vì một chữ sướng, không ai lại tốn tiền chơi game để chịu khổ cả, cho nên ai muốn nói gì thì nói, Lam Khê Các là cái thá gì. Mưu Đổ bá đạo là cái thá gì, cứ ném gạch đi càng nhiều người ném gạch càng nhiều người có can đảm ném theo vô tình khiến lam khê các và mưu đồ bá đạo nghiễm nhiên trở thành công hội hạng hai như nguyệt luân là những công hội rác rưởi không nhờ người khác không lập được kỷ lục lúc này đứng thứ hai trên bảng kỷ lục vùng đất lưu lạc vẫn là lam khê các chỉ gồm các thành viên lam khê các nhưng chuyện như vậy dĩ nhiên hoàn toàn bị người chơi bơ luôn sự việc phát triển thành ra thế này lam hà và dạ độ hàn đàm đều trở tay không kịp hai người không khỏi nghĩ tới một câu tục ngữ đứng mũi chịu sao chẳng lẽ hai người bọn họ đi tìm đội ngũ của quân Mạc Tiếu trước tiên, lại vì muốn thân bại danh liệt thế này. Chuyện này cũng có chút dọa người, trên kênh thế giới bây giờ tràn ngập tiếng khinh bị kẻ đánh thuê, chỉ đích danh ba công hội, khiến cả hai hãi hùng không thôi. Hình như có gì đó không đúng thì phải. Dạ độ hàn đàm rốt cuộc nhắn tin cho Lam Hà, tại phế phẩm Nguyệt Luân kia cả Lam Hà cả giận nói. Nếu không phải đám người trong công hội kia chạy lên kênh thế giới nói mấy lời như hửi sao sao sao, thì sao có thể xảy ra chuyện thị phi thế này? nếu như không có nhiều chuyện thị phi như vậy hai công hội của họ có thể nằm thôi cũng ăn đạn ư bọn họ thế nhưng là công hội lớn mà rất chú trọng danh dự bây giờ bị đánh đồng với một công hội như thế lại còn bị nhận định là không có thực lực thế này thật quá đả kích có điều lúc này có đi diệt hết bọn nguyệt luân cũng vô ích giờ muốn dọn hết mấy lời gạch đá này chỉ có một biện pháp lập nên một kỷ lục mới để chặn hỏng tất cả mọi người thế nhưng tên vua kỷ lục quân mạc tiếu kia lại như ngọn núi sừng sững chắn ngang trước mặt họ, leo hoài không qua. Mọi người nói mày cứ tìm quân mạc tiếu mãi thì vô dụng quá đi, cơ mà chú mày vẫn đi tìm quân mạc tiếu để phá kỷ lục tiếp, như thế là lấy độc trị độc theo cách não tàn, thật sự rất không bình thường. Dạ độ hàn đàm và Lam Hà giao lưu một câu đơn giản xong cũng im lặng. Quan hệ xã hội của họ hiện đang gặp nguy cơ to lớn. Ngay cả những công hội lớn khác cũng cảm thấy mờ mịt. Hiện tại ở tình huống này, mời quân mạc tiếu đi phá phó bản là chuyện cực kỳ mất mặt ai cũng không muốn tự bôi cho lên mặt mình dẫu giờ có kéo quân mạc tiếu vào công hội đi nữa cũng chỉ sợ nhân vật tâm điểm này sẽ được người chơi đem làm đầu đề câu chuyện nói ngắn lại quân mạc tiếu vẫn bảo đảm kỷ lục phó bản nhưng đồng thời hắn đã mất đi giá trị lợi dụng bởi vì công hội dựa vào quân mạc tiếu để phá kỷ lục thứ nhận được tất cả chỉ là gạch đá từ cộng đồng các công hội lớn lập kỷ lục không phải vì cái này nhưng nếu như suy nghĩ ngược lại Quân mạc tiếu lúc này giống như nguồn cơn của sự ô nhiễm, hắn dính vào công hội nào thì công hội đấy sẽ như củi mục, thế thì phải đề cử cho đối thủ cạnh tranh của mình sử dụng thôi. Tỷ như hai nhà Trung Thảo Đường và Gia Vương Triều lúc này lại khá sung sướng. Tử địch của họ Lam Khê Các và Mưu Đồ Bá Đạo đang bị toàn bộ người chơi khu 10 khinh bỉ trên kênh thế giới, nhìn thấy như vậy không khỏi cảm thấy khoái trá. Trần Giả Huy của Gia Vương Triều lúc này đang trong game, chậm chậm nhìn những dòng trên kênh thế giới ngay từ đầu chẳng ai ngờ tới chuyện sẽ thành thế này lúc đầu trần dạ huy vì mưu đồ bá đạo gặp xui xẻo mà vui vẻ nhưng suy nghĩ một chút đột nhiên phát hiện một chuyện nhất thời vui mừng đến phát điên nhất tiễn xong điêu diệp thu nước cờ này mày đi thúi hoắc rồi trần dạ huy thực sự là không kiềm chế được niềm hưng phấn trong lòng nhìn đồng hồ đã khuya nhưng hắn tin nếu mang tin tức này báo cho lưu hạo đối phương hoàn toàn sẽ không ngại trần dạ huy liền óp gọi điện thoại cho lưu hạo hà Hả? Lưu Hạo nghe điện thoại, giọng nói ngáy ngủ, đang ngủ say thì bị người đánh thức, không ai sẽ cảm thấy vui vẻ. Nhưng Lưu Hạo đè nén cơn giận trong lòng, trải qua chuyện xui xẻo nọ đã khiến gã ý thức được việc giữ được bình tĩnh là chuyện quan trọng đến thế nào. Tin tốt đó Lưu đội, Diệp Thu gặp xui xẻo, Trần Giả Huy kêu lên, ồ, đây chính là tin tốt, nhưng tin tốt mai báo cũng được mà. Chỉ có tin xấu cần giải quyết kịp thời mới phải nghĩ cách xử lý gấp chứ nhỉ. Được rồi, anh hôm nay mệt chết được, ngày mai cậu gọi lại cho anh sau Lưu Hạo nói qua rồi cũng cúp điện thoại. Điện thoại truyền ra âm thanh lặng lẽ khiến Trần Gia Huy ngẩn người. Hắn thừa nhận Lưu Hạo nói rất có lý, tin tốt từ từ nói, cũng không có chuyện xấu gì xảy ra, tin xấu phải xử lý sớm, để có thể ngăn cản sự việc sẽ chuyển biến xấu. Hắn chỉ không thể tin được, chưa tới hai tuần, Lưu Hạo lại trở nên lý trí như vậy, lý trí đến mức tàn khốc. Đà kích lần trước đối với gã lớn đến nhường nào, Trần Gia Huy lặng lẽ buông điện thoại xuống, cảm giác mừng như điên trước đó cũng thoáng cái phai đi rất nhiều. Lưu Hảo trở nên lý trí, điều đó chứng tỏ gã đã có một mục tiêu quan trọng hơn, Diệp Thu đã không còn là đối tượng quan tâm hàng đầu của gã nữa. Mà người nó cũng bị gã xếp vào vị trí thứ yếu, ném cho Trần Giả Huy đối phó. Trần Giả Huy có chút hoảng hốt, hắn kinh doanh công hội, với sự phát triển và kiến thiết câu lạc bộ, coi như càng vất vả công càng lớn, nhưng xét đến cùng, lại chỉ là một tên chạy vặt cao cấp. Nói dễ nghe, hắn là một anh hùng thầm lặng, còn vinh quang của tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn sẽ mãi không bao giờ có được. Mà người khiến hắn mất đi cơ hội này, chính là Diệp Thu. Trần Dạ Huy trần nắm chặt tay, chính Diệp Thu đã phán rằng mình không có thiên phú, mình không đủ cố gắng. Tên đó là cái thá gì chứ? Vì sao chỉ dựa vào một câu nói của hắn ta đã hủy hoại cả đời mình? Vì sao chỉ một câu thôi mà câu lạc bộ lại loại hắn khỏi danh sách tuyển thủ, cuối cùng phải chạy vào trong game kiến thiết công hộ đéo gì đấy? Diệp Thu, Trần Dạ Huy cấu kết với Lưu Hạo cũng bởi vì hắn hận tên này vô cùng. Thế nhưng hắn vẫn không có cơ hội, địa vị của hắn không thể uy hiếp được đội trưởng của gia thế. Mãi đến khi hắn chú ý đến Lưu Hạo, tiếp đấy, chính hắn là người đã dựa hơi Lưu Hạo thành công, chính hắn đã lấy bản thân ra làm ví dụ để Lưu Hạo oán hận sâu nặng với Diệp Thu. Nhưng đến tận hôm nay, Lưu Hạo đạp đổ được Diệp Thu, phát triển vượt bậc trong câu lạc bộ. Còn mình, ngoại trừ thở phào khi nhìn Diệp Thu xa sút còn đạt được thứ gì? lưu hạo chẳng thèm ngó ngàng đến diệp thu nữa gã đã tìm được mục tiêu cao hơn để theo đuổi còn mình vẫn tiếp tục dây dưa với tên đó trong game con người mình luôn thấp vế thế này ư trần dạ huy nghĩ bỗng dần buông lỏng nắm đấm có lẽ bản thân cũng nên dùng lý trí suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề này trong trò chơi sa tiền tử cũng bị quân mạc tiếu làm hại đến suy sụp đám thuyền thủ của chiến đội vi thảo chẳng phải chủ gia đình chẳng bao giờ lo chuyện nhà mỗi lần đánh cuộc với quân mạc tiếu đều tiêu xài một đống vật liệu mấy cái đó là vật liệu hiếm đó có quy mô như trung thảo đường cũng không dễ tích lũy được chừng ấy thật ra sa tiền tử rất muốn đề nghị với họ đấu trường này có thể vượt khu mà khiêu chiến mọi người có thể qua khu cũ trung thảo đường bên kia chắc chắn giàu hơn khu mới của gã gấp trăm lần có điều sa tiền tử vẫn tiếc nuối cơ hội sóng vai bên những cao thủ chuyên nghiệp này tất cả đều là thần tượng từ lớn đến nhỏ của gã nằm mơ cũng không tưởng nổi có một ngày có thể nói chuyện với họ tiếp xúc gần gũi với họ đến thế tóm lại sa tiền tử đành cắn răng nuốt đề nghị kia ngược vào trong bụng có điều chuyện làm khê các bị châm biếm trên kênh thế giới khiến tâm trạng xoắn suýt gần đây của gã trở nên sung sướng mừng thầm một hồi sa tiền tử nghĩ nên chia sẻ niềm vui này với người khác mà đối tượng gã muốn chia sẻ nhất đương nhiên chính là lam hà mở bạn tốt nhìn thử lam hà thế nhưng không lên mạng sa tiền tử thực sự rất tiếc nuối chương 164, chia ra cầu viện, offline giống Lam Hà, là dạ độ hàn đàm của mưu đồ bá đạo. Hai người không thể kiểm soát tình hình của khu 10 nữa, ai cũng thấy cần phải về tổng bộ cầu viện, không hẹn mà cùng lo cao về thần chi lĩnh vực. Ước lớn của cả hai quen biết nhau, lại thêm bạn tốt, thế là vừa login, in, bật danh sách tìm hội trưởng cũng đồng thời trông thấy tên đối phương, biết tỏng nhau nên chả thèm thăm hỏi gì. Lam Hà vội vàng liên lạc với hội trưởng của mình, Xuân Dịch Lão. Xuân dịch lão vốn đã muốn cùng đi phó bản với quân mạc tiếu xem tay này mạnh yếu thế nào, song vẫn chưa có cơ hội. Công hội bọn họ có mời quân mạc tiếu phá kỷ lục mai cốt chi địa, chẳng dè quân mạc tiếu lại mang hẳn một đội ngũ trình tề tới, thành ra chẳng còn slot nào cho công hội họ. Sau kỷ lục mai cốt chi địa ấy, thực lực của quân mạc tiếu cũng tỏa sáng, cái kỷ lục biến thái đó đúng là quá sức tưởng tượng của người chơi rồi. Nên cũng miễn bàn đến vụ thử trình độ, cứ lôi kéo quân mạc tiếu ngay và luôn. Rồi lôi đi kéo lại như thế, cuối cùng quân mạc tiếu bị công hội nguyệt luân nẫng tay trên còn làm ra chuyện khiến lam khê các rối beng lam hà cũng chẳng biết nói gì cho phải đêm nay xuân dịch lão vẫn cần cù dẫn dắt cao thủ trong công hội đi phá bản phó bản của thần chi lĩnh vực có độ khó rất cao mà phó bản trong vinh quang lại không cho người chết chơi tiếp thế nên với những phó bản khó một lần có khi không thể phá xong cho dù là đoàn đội tinh anh của ba công hội lớn đi chăng nữa cũng sẽ xảy ra trường hợp đánh gần tới nơi rồi mà đội ngũ hy sinh nhiều quá, không đi tiếp được đành phải thôi. Lúc này đây, đoàn đội của Lam Khê Các cũng đang trong tình trạng tương tự. Phó bản 40 người, một tuần được đi một lần, đánh được 2 phần 3 thì hy sinh quá nửa. Có cố tiếp nữa cũng chẳng còn tác dụng gì, người chơi của thần chi lĩnh vực chết bị tiêu hao kinh nghiệm, mà không ai là không cần kinh nghiệm cả. Chốt cùng, hội trưởng Xuân Dịch Lão quả quyết từ bỏ. Mọi người lũ lượt rời phó bản, tinh thần ủ ê, thì chờ thấy Lam Hà đáng ra phải đang hoạt động ở khu 10 lại đang lóc ớt Lam Kiều Xuân Tuyết đứng chờ bên ngoài. Đương nhiên Xuân Dịch Lão đã liên lạc với Lam Hà trước, tuy đang rất bực bội nhưng cũng chẳng thể nào chút lên Lam Hà ở tận khu 10 xa xôi, chỉ phải hết sức bình tĩnh hỏi chuyện gì. Xung quanh đều là cao thủ tinh anh của Lam Khê Các, người cùng một nhà, tự nhiên cũng xuống vào hóng chuyện. Nghe đầu đuôi xong, Xuân Dịch Lão còn chưa lên tiếng, trong đám người đã vang lên tiếng cười khẩy. Chẳng nhìn cũng biết là ai. Quan hệ của Lam Hà với mọi người trong công hội rất tốt, kẻ lúc nào cũng chĩa mũi nhọn về mình thì chỉ có một Thùy Dương quấn bờ. Mà kể cũng lạ, từ khi đến khu 10, cậu chỉ trở lại thần chi lĩnh vực có hai lần, vậy mà lần nào cũng đụng phải người này, trùng hợp quá trời quá đất. Xem ra độ này thần may mắn không có mỉm cười với mình rồi. Siêu cao thủ cơ đấy. hai Toàn cử hạng gì đi khai hoang khu 10 ta. Thùy Dương quấn bờ lẩm bẩm kiểu như đang độc thoại nội tâm. Lam Hà nghe xong cũng phát cáu, cậu vừa mới kể những kỷ lục do quân Mạc Tiếu phá được, thành tích cỡ này, cao thủ nào trả nhận ra tên này không phải dạng vừa đâu. Thùy Dương quấn bờ đương nhiên cũng rõ, vậy mà còn cố mỉa mai mấy câu mới chịu. Kỷ lục lần này của Mai Cốt Chi Địa cũng bựa thật. Xuân Dịch Lão dứt khoát bờ Thùy Dương quấn bờ, vào việc chính, cứ khó tin thế nào ấy. Chuẩn, không ít cao thủ cũng nhao lên tán đồng. Hay là hách, nhóm cao thủ luôn nghĩ theo chiều hướng này, bởi ai cũng cầy nát cái phó bản ấy rồi, biết là không thể thay đổi, như vậy thì chỉ còn nguyên nhân là do hách thôi. Chẳng qua nghe xong ai cũng chỉ xem là trò cười, bởi vinh quanh chặn hách thành công đã nhiều năm nay. Kỷ lục của vùng đất lưu lạc lại không biến thái như thế nhỉ. Xuân Dịch Lão nói, ừ, là do họ vừa mới lên LV30, thiếu đồ, trình độ người thứ năm lại rất bình thường. Lam Hà giải thích, chật chật, có thế thôi mà cũng phá được kỷ lục của mấy người. Hội trưởng, để em, em đảm bảo sẽ cướp kỷ lục về. Trước mắt, Việc quan trọng nhất là phá kỷ lục mới, chứng minh cho đám ma mới ở khu 10 thấy. Thùy Dương quấn bờ đứng bên nhảy vào nói, tuy đúng là xỉa sói Lam Hà, nhưng nhận định vấn đề vẫn khá chính xác. Lam Hà trở về lần này đích thực là muốn được hỗ trợ về mặt nhân thủ. Cậu cần thêm cao thủ đến khu 10 khai hoang, đương nhiên công hội không thể phái quá nhiều tinh anh sang, chẳng hạn như những người thuộc đoàn đội chuyên đi phá những phó bản lớn thế này. Trình độ của Lam Khê các bên khu 10 chỉ có cậu và Thiên Thành may ra mới sánh kịp, thậm chí có vài người còn pro hơn hai người nữa. Không nói đâu xa, nói tên Thùy Dương quấn bờ kia đi, ngay cả Xuân Dịch Lão còn từng nói với Lam Hà rằng thực lực của cậu kém hắn ta chút đỉnh. Cao thủ cỡ này hợp thành một đội nhất định hơn hẳn tổ đội tinh anh của bất kỳ công hội nào bên khu 10, có khi còn có thể cạnh tranh thành tích phó bản với quân Mạc Tiếu ấy chứ. ơ bên kia của chúng ta là những người ở đâu? Xuân Dịch Lão hỏi, ca này thì bó tay thật, hình thức login của vinh quang là thẻ thực muốn dùng người chơi hộ cũng phải là người cùng địa phương mới mượn thẻ chơi được để tôi thống kê rồi báo lại ông sau lam hà đáp ok tôi sẽ cho người liên hệ với ông xuân dịch lão dặn vậy tôi đi chuẩn bị đây nói rồi lam hà lo cao hội trưởng em nữa thùy dương quấn bờ tích cực báo danh tuy mấy lần bị xuân dịch lão cho ăn quả bơ làm hắn khá khó chịu nhưng vẫn rất tin phục hội trưởng của mình hắn là người kiêu ngạo lại bướng bỉnh đương nhiên không chịu bó gối ở tầm cỡ ngũ đại cao thủ Lam Hà, lúc nào cũng nhăm nhe đọ thử trình độ với Xuân Dịch Lão. Tiếc rằng, kết quả sau mấy lần đối chiến với hội trưởng là 11 bại 2 thắng, trình độ của Xuân Dịch Lão cao hơn hắn cả bậc. Nên khi nói chuyện với Xuân Dịch Lão, hắn ta cũng không dám đùa cợt. Đợi Lam Kiều thống kê ức bên kia xem thế nào đã. Xuân Dịch Lão bâng cua bảo, thái độ lại rõ rành rành, Thùy Dương quấn bờ nhà hắn chả là cái mợ gì sất, không có mặt cũng chả sao phó bản hôm nay lại thất bại, lần thứ mấy rồi. Mới được có 2 phần 3 đã nát tim, mọi người tập trung nghĩ xem nguyên nhân do đâu đi, được rồi, giải tán. Đột nhiên đề tài lại quay ngoắt về bên này, Xuân Dịch Lão để lại mấy câu dặn dò rồi lo cao. Mọi người dần dần giải tán, chỉ còn Thùy Dương quấn bờ và đám địch thủ của hắn, lúc này đang khó chịu tụ lại với nhau. Đám người này đều là những cao thủ mới nổi của Lam Khê Các, tiêu biểu là Thùy Dương quấn bờ, ai cũng thích chơi trội. Kết quả hôm nay Thùy Dương quấn bờ chơi trội lại bị cho ăn bơ, khiến cả đám bất chợt có chung một mối thù. Rõ là hội trưởng thiên vị Lam Kiều, người đầu tiên lên tiếng, cũng phải thôi, ai lại muốn công hội mình lục đục nội bộ, mày xem, lão ta vẫn cố ý không cho Thùy Dương quyết đấu với Lam Hà là biết ngay. Người khác thêm vào, ở đấy, phái Lam Hà tới khu 10 rồi, tránh triệt để luôn. Rốt cuộc tay quân mạc tiếu kia lai lịch thế nào, chúng mày biết không, cái kỷ lục kia cũng quá bựa, nãy còn cười ra mặt vì Thùy Dương quấn bờ xỉa sói được Lam Hà, giờ sau lưng người ta thì đổ mồ hôi hột trước kỷ lục quá ư là biến thái này. Mai cốt chi địa à, khó tin thật, tao quyết định đi nghiên cứu xem sao. Thùy Dương quấn bờ nói, hắn đâu phải một kẻ chỉ biết kiêu căng, như đứng trước kẻ mạnh hơn hắn là hội trưởng Xuân Dịch Lão ấy, hắn vẫn rất bình tĩnh đó thôi. Lam khê các bên này, Xuân Dịch Lão và Lam Hà cùng lo cao trao đổi về việc chọn người. Mưu đồ bá đạo bên kia, tưởng du nghe dạ độ hàn đảm kể lể xong cũng phải nhíu mày. Sao lại dùng ben đến mức này? Như thế ai cũng không có lợi, tên quân mạc tiếu này nghĩ gì không biết. Tưởng du nghi hoặc quân mạc tiếu, lần này gặp phải cái công hội rách nát ấy cũng đen đủi cho hắn, biết đâu giờ đang bực bội lắm ấy. Dạ độ hàm đàm phỏng đoán,